chương 4180, khởi đầu tốt, Lăng Hàn mở thiệp ra xem, quả nhiên đang nói về mình. Trừ 11 chiến toàn thắng ra, tên của hắn cũng bị lấy ra xào nóng hổi, dù sao tinh không đệ nhất nhân, cái tên này quá mức nổi bật. Người nào thế, chỉ thắng 11 trận đã dám xưng là tinh không đệ nhất nhân hay sao? Ha ha, người ta đã sử dụng cái tên này từ trước khi khiêu chiến rồi. Luận trang bức, ta phục, ha ha, thắng liên tiếp 11 trận không thể nói lên cái gì, dù sao đây không phải bài vị chiến, đều là thắng một ít amio a à cầu, như vậy cũng không có gì. Tốt, ta đã liệt kê một cái biểu, tất cả mọi người xem tinh không đệ nhất nhân chiến thắng người nào, tiếp theo là thắng người nào. Mọi người nhao nhao trả lời, vô cùng náo nhiệt, Lăng Hàn cũng góp một chân, nói, không phục, cứ tới chiến, ta mở lôi, nếu hắn đã đánh ra thanh danh thì cũng nên làm tới. Lăng Hàn vừa mở lôi lần nữa, sau đó ngước cược là một tinh tế tệ, hắn vẫn xếp đặt đánh cược nhưng hủy bỏ lệ phí xem, Hắn cho phép người quan chiến xem miễn phí, đây đương nhiên là tạm thời, sau khi hắn đánh ra thanh danh càng lớn, muốn xem hắn chiến đấu cần phải trả tiền. Có ai không phục, đến chiến. Hắn phát một thiếp như thế trên diễn đàn, bắt đầu đi con đường nổi danh. Chỉ một hồi liền có người lựa chọn chiến đấu cùng hắn. Nhận được sân thi đấu nhắc nhở, Lăng Hàn xác nhận ứng chiến, lập tức thân ảnh của hắn hóa thành ánh sáng, một lần nữa ngưng tụ tiến vào sân thi đấu. Đối thủ của hắn là người trẻ tuổi khí khái hào hùng đối phương cũng không có ẩn dấu chiến tích, liếc qua là thấy ngay. Tăng Hóa Vân, tinh cấp bài danh 900 triệu 758 vạn mươi số trận chiến 1,006 trận, thắng 305 trận thua 701 trận linh một trận hòa không trận. Nhìn lôi đài bốn phía có hai mươi mấy người tiến vào, có thể nói ít đến thương cảm. Mặc dù Lăng Hàn có một ít thanh danh trên diễn đàn nhưng vẫn không có bao nhiêu người nguyện ý lãng phí thời gian xem hắn đấu. Tinh không đệ nhất nhân, ha ha, đầu óc thật. ầm um, đối thủ vừa mới chế diễu Lăng Hàn, trong nháy mắt Lăng Hàn đã tới trước mặt người này, hắn xuất một quyền đánh bay đối thủ, thân thể hóa thành ánh sáng và biến mất giữa không chung. Giải quyết, sạch sẽ, gọn gàng, ngóa, gương mặt hơn 20 quần chúng đều rung động, gặp quỷ rồi, quá trâu bò, một quyền miểu sát. Mau xem chiếu lại, ngóa, còn không có trả tiền thu lại đấy. Trên sân thi đấu có thể trả tiền thu lại khi xem chiến đấu, đặc biệt là một phương chiến đấu, sau khi xem lại có thể tổng kết ra nhược điểm và sơ hở của mình chỉ có thể chờ đợi trận tiếp theo lăng hàn tiếp tục chờ đợi khiêu chiến lần này hắn kiếm lời người tinh tế tệ rất tốt rốt cục có khởi đầu tốt chỉ qua một lúc lại có người tiến vào khiêu chiến hắn bởi vì quan hệ với trận chiến lúc trước người quan chiến hô bằng gọi hữu lại tràn vào tới mười mấy người trước tiên dùng tiền thu lại trận chiến lần này đối thủ lăng hàn là nam tử trung niên hắn không nói hai lời và trực tiếp tấn công lăng hàn Lăng Hàn cũng không khách khí, hắn xuất ra một quyền, bành, giải quyết chiến đấu. Trên khán đài, mặc dù mọi người đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn khó áp chế chấn động trong nội tâm. Thực lực của người này khẳng định có thể đứng trong hàng ngũ 100 triệu. Cho nên, sau 100 triệu tên đừng có tự chuốc lấy nhục nhã. Tất cả mọi người là nhao nhao đưa ra phán đoán. Có người lập tức đi phát bài viết, trực tiếp phát ra hình ảnh chiến đấu vừa rồi. Chuyện này đã có không ít người chú ý, phát thiếp và biểu đạt bội phục lăng hàn ta dự đoán lớn mật, đây là một tân tinh, tương lai sẽ là tân tinh lấp lánh. Ha ha, người thật cho rằng hắn là tinh không đệ nhất nhân. Hiện tại đối thủ của hắn đều có bài danh ngoài 800 triệu, tự nhiên khó cản một quyền của hắn, chờ hắn giết vào bài danh 100 triệu rồi nói sau. Không sai, bài danh 100 triệu là đường danh giới, có thể trổ hết tài năng tiến vào đó đều là thiên tài. Trong những người trả lời, phần lớn đều cho rằng Lăng Hàn còn kém xa mới được gọi là thiên tài đỉnh cấp càng không nói đến tinh không đệ nhất nhân. Nhưng mà người khiêu chiến Lăng Hàn càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi người đều bị một quyền miểu sát, từ đó danh tiếng của Lăng Hàn càng lúc càng lớn. Trên diễn đàn có người viết bài, cầu cao thủ trúc cơ bài danh trước trăm triệu ra sân giáo huấn một tên cuồng nhân. Trong thiếp mời liệt kê kỹ càng những đối thủ bị Lăng Hàn đánh bại, có chút hình ảnh chiến đấu. a à, người nào lại dám dùng xương hào tinh không đệ nhất nhân? Ta sẽ giáo huấn hắn, bảo hắn cút đi đổi tên ngay. Có người trả lời a à, đây là quản đại thần, bài danh hơn 90 triệu. Ha ha, lần này ổn. Lăng Hàn nhận được âm thanh sân thi đấu nhắc nhở, có người khiêu chiến hắn, hắn đang xác nhận nhưng lại nhận được một nhắc nhở. Xếp hàng của hắn kết thúc, có thể làm đẳng cấp chiến. Không chút do dự, Lăng Hàn lựa chọn đẳng cấp chiến, đã chờ một giờ, hắn phải ưu tiên cao cấp trước. a à, như thế nào chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Không đúng, liền lôi đài cũng bị mất, ra hỏa này chạy, ha ha, thật sự là khôi hài, nhìn thấy quản đại thần liền chạy. Không có cách, quản tuyên là cao thủ bài danh hơn 90 triệu, hắn không dám ứng chiến cũng rất bình thường. Ai, hại ta chờ một hồi, mọi người thấy chiến đấu chậm chạp không có bắt đầu, đều liên tục lắc đầu, quản tuyên phát ra khiêu chiến với lăng hàn càng cười lạnh, lập tức đi diễn đàn phát bài viết, hắn tiến hành chào phúng lăng hàn một phen. Lúc này lăng hàn đang nhàm chán ngẩn người trong chờ đợi, hình thức đẳng cấp chiến này khác biệt lôi đài chiến, sau khi tiến vào sân thi đấu, hắn có 3 phút có thể điều chỉnh trạng thái, hơn nữa đây là tính cưỡng chế. Phiên muộn, 3 phút hắn có thể đánh 2-3 trận, lợi nhuận cái 2-30 tinh tế tệ. Suốt cuộc 3 phút đếm ngược qua đi, bình chướng trói buộc vô hình cũng biến mất, trước mặt hắn là khu vực sân thi đấu to lớn. Đương nhiên, đối thủ của hắn cũng rời khỏi không gian trói buộc và xảy bước đi ra. Trong vòng 3 phút này, đương nhiên Lăng Hàn cũng nhìn tư liệu của đối thủ một chút, nhưng mười phần đúng dịp chính là đối phương cũng là người mới trong mạng lưới tinh tế cũng là lần đầu tiến vào sân thi đấu người thật đúng là bất hạnh người đối diện tên là triệu vĩnh tự cũng không biết là tên thật hay là tên giả dáng người hắn thon dài khuôn mặt anh tuấn đồng thời không biết có phải chân dung hay không hắn bắt chéo hai tay sau lưng và nói với lăng hàn mặc dù giống như ngươi đây là lần đầu tiên ta tham gia nhưng ta trước đó đang bế quan khổ tu căn bản không có cơ hội tìm được liên tiếp khí ta chính là thiên tài tứ tinh trúc thiên cơ, gương mặt hắn đầy ngạo nghễ, đây tuyệt đối không phải giả. Chương 4181, bị người khác khinh bỉ. Lăng Hàn lập tức bật cười, Triệu Vĩnh tự lại làm sao có thể nghĩ tới, hắn cũng không phải phú nhị đại vừa mới bước vào trúc cơ liền có thể đạt được liên tiếp khí. Mọi người cùng là trúc thiên cơ, hắn có nắm chắc ngược đãi thiên tài ngũ tinh trúc cực cơ, người như Triệu Vĩnh tự tính là cái gì? Đến cản 10 chiêu của ta thì tính là người thắng. Lăng Hàn ngoắc ngón tay, Triệu Vĩnh tự giận dữ, hắn là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong thế hệ trẻ khôi nguyên tinh, xuất thân phi phàm, cũng chính vì như thế nên gia quy rất nghiêm, chỉ có thông qua tâm linh thí luyện thì hắn mới được phép đạt được liên tiếp khí, tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn. Không cho hắn tiếp xúc trước là sợ đạo tâm của hắn không ổn định, bị thiên tài càng cường đại hơn đè ép đánh mất lòng tin. Sau khi thông qua tâm linh thí luyện, đạo tâm của hắn vững chắc, cho dù bị người ta hành hạ thảm cũng không đến mức chán trường mất đi ý chí chiến đấu, từ đây liền thành một tên phế vật. Cho nên, chớ nhìn hắn không có bài danh, nhưng nói đến thực lực chân thật, hắn có thể đứng trong hàng ngũ trước 20 trúc cơ tại khôn nguyên tinh, cũng bởi vì hắn là trúc thiên cơ. Chờ hắn bước vào trúc cực cơ, vậy hắn hẳn là đệ nhất cao thủ, dù sao cũng là thiên tài tứ tinh, mỗi một thời đại cũng chỉ có một người. Đương nhiên, phóng tới vũ trụ, thiên tài tứ tinh cũng không hề ít, thậm chí còn có yêu nghiệt vượt qua tứ tinh. Dạng đại thiên tài, đại cao thủ như hắn lại có thể có người nói muốn trong vòng 10 chiêu đánh bại hắn. Ha ha, thật sự là buồn cười, chuyện cười lớn. Nói khoác mà không biết ngượng, hắn cười lạnh, sau đó thân thể lao tới giết Lăng Hàn. Tiểu tử, hôm nay cho ngươi biết cái gì là tranh lệch thực lực, phải nhớ kỹ giáo huấn và tên của ta, triệu vĩnh tự ta sẽ nhanh chóng vang danh thiên hạ. Lăng Hàn đứng yên không nổi, đợi đối phương giết tới, lúc này hắn đấm ra một quyền. Triệu vĩnh tự cứng rắn cản lại, oanh, hai lực lượng va chạm với nhau, sắc mặt hắn biến hóa nhưng năng lượng bạo phát đáng sợ, cũng đánh hắn bay đi kỳ thật cũng không có lực lượng va chạm chân chính, chỉ là bình đài mang mô phỏng bí lực, niệm lực và kỹ pháp ứng phó mà thôi. Vì cái gì chân thật như thế? Đây là thủ đoạn của đại đế, mỗi một vị tổ vương đều là đứng trên đỉnh của thế giới, vô địch một thời đại, trừ không cách nào trường sinh bất tử ra, tuyệt đối là không gì làm không được. Lăng Hàn lắc đầu, nói, ngươi chỉ có bao nhiêu thực lực như vậy hay sao? Vậy ngươi không đỡ được ba chiêu đâu, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng dù là như thế, lực lượng một quyền cũng không phải triệu vĩnh tự có thể chống lại triệu vĩnh tự cũng sướng sờ nếu không phải số trận đấu của lăng hàn không thể làm giả hắn thật hoài nghi đây là thiên tài chú đỉnh thậm chí mạnh hơn áp chế tu vi đánh với hắn vì cái gì mạnh như vậy hắn đã là siêu cấp người mới làm sao còn có người kiệt xuất hơn hắn triệu vĩnh tự không tin tà hắn hét lớn một tiếng sau đó giết về phía lăng hàn lăng hàn hứng hờ đưa tay ép khống cách dễ dàng ngăn cản tất cả công kích của triệu vĩnh tự hơn nữa mỗi lần phòng bị đến còn có dư lực đánh bay triệu vĩnh tự, việc này làm đối phương khó chịu. Chín chiêu rồi, hắn vừa cười vừa nói. Triệu vĩnh tự không nói gì, hắn đã biết mình không có khả năng chiến thắng Lăng Hàn. Hắn nhớ Lăng Hàn từng nói hắn đỡ được 10 chiêu sẽ thắng, như thế chỉ ít cũng không tồi. a à, hắn hét lớn một tiếng, vận chuyển ra tiên pháp mạnh nhất, năng lượng không ngừng sôi trào, tay phải của hắn hóa thành đầu rồng màu xanh và tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng nghiêm túc một chút, phát động yêu hầu quyền đón đánh triệu vĩnh tự. Bành, yêu hầu quyền mang theo sức mạnh vô tận, căn bản không phải triệu vĩnh tự có thể đối kháng, một kích đánh hắn bay ra ngoài, thân thể biến thành ánh sáng và biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng ngươi thu được trận đầu thắng lợi, lần chiến đấu này ngươi thu hoạch được 10 điểm đẳng cấp, căn cứ vào bài danh đẳng cấp sẽ xếp hàng. Đẳng cấp chiến có cơ sở xác định là điểm tích lũy, vĩnh viễn là điểm tích lũy giao thủ với kẻ không kém gì ngươi, người thực lực mạnh sẽ thăng lên nhanh chóng, người không có thực lực sẽ kẹt tại chỗ, nhất định là kẻ nửa vời. Bởi vì thua là sẽ trừ điểm, đương nhiên, giống như triệu vĩnh tự vốn là không điểm, cũng không có điểm để trừ, sẽ không xuất hiện điểm âm. Lăng Hàn cũng rời khỏi khu vực chiến đấu, hắn về tới gian phòng của mình, trước tiếp tục xếp hàng chờ đẳng cấp chiến, lại chờ thêm một giờ. Theo quy tắc của sân đấu, đẳng cấp chiến một ngày tổ chức ba lần, tiếp tiếp nữa, cho dù thắng thua đều không tăng giảm điểm đối thủ cũng như thế. Đẳng cấp này tiến hành theo điểm tích lũy đối xứng, chiến thắng bài danh cao hơn mình sẽ đạt được điểm tích lũy tương ứng nhiều hơn, bại trong tay người bài danh thấp hơn mình sẽ bị trừ điểm nhiều hơn. Có người tính qua, dù là bảo trì chiến tích toàn thắng, mỗi ngày đều cần đánh 3 trận, ít nhất cũng phải thời gian một năm mới có thể tiến nhập trước 1.000 tên. Nếu như có thể trực tiếp khiêu chiến, nói không chừng một người mới lập tức biến thành mãnh nhân đệ nhất, nhưng nước trong đó quá sâu, bây giờ đẳng cấp chiến có thể bảo đảm bài danh trước 1.000 và một vạn tuyệt đối là thiên tài chân chính. Lăng Hàn chạy tới diễn đàn xem một chút, phát hiện trên mạng có rất nhiều thiếp mới, đều nhằm vào hắn lâm trận bỏ chạy, biểu đạt xem thường với hắn. Hắn lại đi mở lôi đài, nhưng không ai lại đến ứng chiến, mà là gửi tin tức tư nhân với hắn, cũng nhục mạ hắn một trận, Lăng Hàn chỉ mở ra công năng tiếp thu tin nhấn của bạn tốt, lúc này mới thanh tĩnh lại. a à, lúc trước hắn chỉ muốn tham gia đẳng cấp chiến, thế mà bị người ta coi là sợ chiến, làm đào binh. Được rồi, Hôm nay hắn lời không ít tinh tế tệ, hơn nữa thân là cao thủ, cũng không thể luôn lăn lộn ở cấp độ này, sẽ kéo thấp trình độ của hắn, về sau không dễ kiếm nhiều tiền. Lăng Hàn cũng không có rời khỏi Tinh Bình Đài, hắn đi đan dược quán. Ở chỗ này có thật nhiều đan sư bán đan dược, chỉ cần ngươi trả tiền, liền có thể trực tiếp cầm hóa đơn nhận hàng, đương nhiên cũng có thể lựa chọn bảo đối phương gửi tới, chỉ cần vị trí tinh cầu của ngươi có truyền tống trận. Phí truyền tống tự gánh vác. Đan sư là chức nghiệp khan hiếm lại xuất hiện trong mạng lưới tinh võng, đối với đan sư đây là chuyện phi thường có lợi, có thể giảm bớt tài nguyên và có thêm nhiều người mua, tự nhiên làm thân phận đan sư tăng lên gấp bội. Lăng Hàn muốn cũng không phải đan dược, mà là đan phương thích hợp. Đan phương có tính duy nhất, chỉ cần xuất hiện trong mạng lưới tinh tế một lần, cũng chỉ có là người bán ra đầu tiên mới có thể tiếp tục bán, người khác bán đổ lậu sẽ bị trừng phạt nặng nề. Lăng Hàn tìm kiếm đan phương thích hợp với hắn. Thứ nhất, hiện tại hắn chỉ là trúc cơ, tinh thần lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế đan dược nhị tinh, cũng chính là áp dụng với chú đỉnh cảnh, đây chính là hạn chế lớn. Thứ hai, hắn muốn tìm một loại đan phương có ít đan sư luyện chế, hắn luyện chế đan dược sẽ lợi nhuận gấp 10 thậm chí gấp trăm lần đan sư cùng giai. Chính là ngươi, chương 4182, hóa cơ đan. Hóa cơ đan, Lăng Hàn chọn chúng đan phương này, hắn tin tưởng đan phương này sẽ sáng tạo tài phú kinh người cho mình. Như thế nào là hóa cơ đan? sau khi ăn vào có thể hòa tan tiên đạo cơ thạch. a, à, đồ chơi này là độc dược với võ giả, vì cái gì lăng hàn vẫn chọn nó chứ? đó là bởi vì thời điểm trúc cơ đột phá cần hòa tan tiên đạo cơ thạch bản thân, mà hóa cơ đan có thể giúp đỡ việc này. ví dụ như trúc nhân cơ muốn đột phá đến trúc thiên cơ, đầu tiên phải tan dã nhân đạo cơ thạch, loại bỏ tạp chất giữ lại tinh hoa, sau đó xem đây là hạch tâm tạo nên bước phát triển mới cho tiên đạo cơ thạch. đây là một vấn đề, tiên đạo cơ thạch cực kỳ kiên cố có ít người không có năng lực làm nó vỡ ra. Lại không phải đánh nhau có thể cưỡng ép đập nát tiên đạo cơ thạch. Cho nên hóa cơ đan sẽ đưa tới trợ giúp lớn, hơn nữa hóa cơ đan còn có tác dụng khu trừ tạp chất, cũng giúp tiên đạo cơ thạch tinh thuần hơn trước. Hóa cơ đan có thể phục dụng nhiều viên, từ đó từng bước chiết xuất tiên đạo cơ thạch, sáng tạo ra tiên đạo cơ thạch khẳng định càng hoàn mỹ, càng hoàn mỹ hơn nữa. Tiên đạo cơ thạch càng hoàn mỹ, hiệu quả áp chế tiên đạo cơ thạch càng lớn, có năng lực miễn dịch của tiên đạo cơ thạch càng cao. Ví dụ như Lăng Hàn, tiền đạo cơ thạch hoàn mỹ đến cực điểm, cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng áp chế, tiên cơ của hắn vừa ra, thực lực trúc cơ giảm mạnh. Nói nhiều như vậy, tác dụng hóa cơ đan rất rõ ràng, nhưng vấn đề là đan dược này tác dụng lớn như thế, chẳng phải nó sẽ bị nhiều đan sư luyện chế. Số lượng càng nhiều, càng không đáng giá. Hắc hắc, chuyện này phải nói tới một loại nguyên liệu bên trong hóa đan cơ. Kỳ thật không thể nói là nguyên liệu, nhưng thời điểm luyện chế hóa cơ đan cần đan sư dung nhập một tia lực lượng tiên cơ của mình đây là điểm cực kỳ trọng yếu không có lực lượng tiên cơ này hóa cơ đan chính là một viên phế đan chuyện này lại quyết định một việc khác chỉ có đan sư cấp bậc trúc cơ mới có thể luyện chế hóa cơ đan nhưng vấn đề nằm ở chỗ độ khó luyện chế hóa cơ đan rất lớn bình thường không phải đan sư địa cấp không thể luyện chế đan sư cũng cần yêu cầu tu vi yêu nghiệt đan đạo giống như lang hàn bây giờ nhiều lắm chỉ có thể luyện chế tiên đan nhân cấp trung phẩm muốn trở thành đan sư địa cấp, như vậy ít nhất cũng phải có tu vi sinh đan cảnh. Đan sư địa cấp lại không có lực lượng tiên cơ, làm sao luyện chế hóa cơ đan? Hóa cơ đan rất đắt, hơn nữa có tiền mà không mua được, bởi vì chỉ có mấy đan sư thiên tài mới có thể luyện chế, mà bọn họ luyện chế ra hóa cơ đan căn bản không bán ra ngoài, trong thế lực của mình cung không đủ cầu, làm sao có thể lấy ra bán? Lăng Hàn nở nụ cười, số tiền kia chỉ có thể do ta kiếm lời. Hắn mua đan phương hóa cơ đan đan phương này cũng không tính là quá đắt, chỉ cần 500 tinh tế tệ. Nhìn vật liệu cần thiết, Lăng Hàn nhe răng, trên thiên hải tinh không thể gom đủ. Nơi này không có sao, Lăng Hàn có thể mua sắm ở nơi khác, bảo người ta truyền tống tới thiên hải tinh. Nhưng chuyện này có hai vấn đề, thứ nhất, tín dự của người bán, đối phương có thể thu tiền không giao hàng hay không. Thứ hai, cho dù đối phương phát hàng nhưng truyền tống trận không phải nhà hắn mở, bị người khác cầm đi làm sao bây giờ. Đương nhiên Lăng Hàn cũng có thể thông qua truyền tống trận hay phi toa đi tới chỗ người bán tiếp nhận hàng, làm thế phải đi lòng vòng, cần phí tổn vượt xa giá trị hóa cơ đan, hoặc là thời gian quá dài, hoàn toàn được không bù mất. Mặc dù Thiên Hải tinh khôi phục nhưng bị đánh nổ vào thời kỳ thượng cổ, cuối cùng vẫn không phải tinh cầu chân chính. Lăng Hàn thở dài, hơn nữa các thế lực lớn chiếm cứ khắp nơi, tiên dược cũng cần bản thân tích trữ, căn bản không lấy ra bán. Xem ra Thiên Hải tinh vẫn không thích hợp tu hành dưới tiền đồ có thể tu hành nhanh chóng nhưng sau khi đi vào trúc cơ lại có nhược điểm rõ ràng tinh bình đài cũng có một loại cơ chế có thể bảo đảm tính an toàn hàng hóa chính là người mua lựa chọn mua sắm sau đó giao tiền cho tinh bình đài sau đó do tinh bình đài phụ trách đưa hàng hàng đến nghiệm thu hợp cách sẽ chuyển tiền cho người bán ở trong quá trình này tinh bình đài không thu phí phục vụ nhưng thu phí vận chuyển nhưng mà loại phương thức này chỉ hạn chế trong thế lực của thường gia bởi vì hàng hóa tiến vào trận pháp bọn họ chỉ cần thu hàng trong phạm vi trận pháp là được. Tại sao không ai cướp hàng của thường gia? Ha ha, thường gia là tồn tại gì? Đế tộc, hơn nữa ai muốn cướp hàng thường gia, không sợ thường gia đuổi giết, người vĩnh viễn không thể bước vào tinh không, làm thổ dân chân chính sao? Thiên hải tinh không có thế lực thường gia, đáng tiếc. Lăng Hàn chỉ có thể đi tới tinh cầu lớn khác, một lần mua sắm tất cả vật liệu sau đó luyện chế hóa cơ đan tại chỗ, thông qua đó tiến hành bán đi, ngược lại không cần phí chuyên trở. Như thế hắn chỉ cần chính mình truyền tống hai lần, phí tổn sẽ giảm xuống cực lớn, dù thế nào cũng có lời. Sau khi xem một lúc, một giờ đã qua đi, hắn đã tới lượt, tiến vào sân thi đấu bắt đầu trận tinh cấp chiến thứ hai. Đối thủ lần này cũng không phải là người mới hoàn toàn, nhưng bài danh thấp như vậy thì làm sao là đối thủ của Lăng Hàn. Nhẹ nhàng vung tay lên mà thôi, Lăng Hàn liền kết thúc chiến đấu. Lúc này hắn lấy được 11 điểm tích lũy, rõ ràng đối thủ lần này yếu, vì cái gì Lăng Hàn lại có nhiều điểm tích lũy như vậy? Bởi vì đối thủ thứ hai có điểm tích lũy cao, đây có phải không công bằng, có một chút, nhưng toàn bộ điểm tích lũy là phân phối bình quân, chút không công bằng ấy không là gì. Lăng Hàn tiếp tục xếp hàng, một ngày ba trận, hắn nhất định phải đánh đủ. Hắn lại đi tới lực quán, nơi này là địa phương kiểm tra khí lực, trước đó nói phá thiên, thủy nhất, vạn đạo là ba siêu cấp tân tú nhiều lần đánh vỡ ghi chép vạn cổ, trong đó bao gồm khí lực cực điểm. Tiến vào nơi này cần giao tiền ngoài danh ngạch, bởi vì cần phải đo linh hồn hóa hình, cần mô phỏng lực lượng, chiêu thức của võ giả, tiêu hao năng lượng ngoài danh ngạch cho nên phải thu phí. Thu liền thu đi, giống như sân thi đấu, một ngày một tinh tế tệ, quá đen. Lăng Hàn giao tiền xong liền đi vào lực quán, tiền đồ cửu dai, nhưng nơi này chỉ có 8 phân quán, phân biệt đối ứng từ trúc cơ đến tịch diệt là 8 cảnh giới, thiếu cảnh giới tổ vương. Trở thành tổ vương đại đế, nơi này không cách nào mô phỏng lực lượng đại đế hơn nữa tổ vương chính là vô địch một thời đại chỉ có thể xuất hiện một người còn cần kiểm tra lực lượng hay sao đệ nhất đương đại cho dù tất cả lịch đại tổ vương gộp lại nhưng có thể có bao nhiêu người đương nhiên lăng hàn đã tiến vào trúc cơ phân quán hắn nhìn một chút mặc dù đây là lực quán nhưng khảo nghiệm lực lượng cũng có nhiều mặt lực quyền lực chân lực bộc phát không có hạn chế lực lượng không quản ngươi dùng biện pháp gì oanh kích lực kế chỉ cần trị số đủ cao liền có thể tiến vào bảng xếp hạng mà ở hạng cao nhất trên bảng xếp hạng là thủy nhất cao cao tại thượng. Chương 4183, lên bảng, thủy nhất, đó là người mới đầy thần bí, không có người nào biết lai lịch của hắn, vô cùng thần bí. Nhưng chính dạng người này, lực bộc phát của hắn tại trúc cơ cảnh trở thành đệ nhất nhân từ trước tới nay. Lăng Hàn ngừng chân quan sát, trừ tên thủy nhất cao nhất ra, trên đó có màn hình ảo, phía trên liệt ra 100 cái tên. Những đều là chúc cơ cảnh hiện tại, hơn nữa là 100 người có lực bộc phát tiến vào top 100. Tên thứ nhất đương nhiên vẫn là Thủy Nhất, người giữ kỷ lục vạn cổ đệ nhất, cho dù hắn chết hay cảnh giới tăng lên, thứ nhất vẫn không đổi chỗ, chỉ cần tinh không hỏng, lại không có người siêu việt, tên của hắn sẽ vĩnh viễn sẽ ở vị trí này. Xếp tại thứ hai chính là Phá Thiên, thứ ba là Vạn Đạo, Thủy Nhất, Phá Thiên, Vạn Đạo, ba người này đều là người mới đột nhiên xuất hiện, lại là nhau nhau phá vỡ ghi chép vạn cổ, làm cho người ta líu lưỡi. A, à, xếp hạng lực bộc phát phân thành ba loại phân biệt đối ứng nhân cơ bảng, thiên cơ bảng và cực cơ bảng. Đương nhiên thứ nhất cực cơ bảng tuyệt đối là thứ nhất tổng bảng, bởi vì vạn cổ tới nay, thiên tài vô số, muốn ở trúc thiên cơ hoặc là trúc nhân cơ có lực bộc phát vượt qua trúc cực cơ, có khả năng sao? Chỉ giới hạn ở thiên hải tinh, lăng hàn thời điểm trúc nhân cơ đã có lòng tin lực lượng mạnh nhất trúc cơ cảnh, nhưng phóng tới toàn bộ vũ trụ, thậm chí so sánh với tất cả thiên tài, hắn đương nhiên sẽ không mù quáng như thế. Hắn nhìn lướt qua, trên ba tấm bảng đều là tên thủy nhất đứng đầu, trên bảng xếp hạng, phá thiên, vạn đạo đều bài danh thứ hai và thứ ba ở cực cơ bảng. Không phải lực bộc phát của bọn họ tại trúc nhân cơ cùng trúc thiên cơ không đủ, mà là bọn họ đã bước vào trúc cực cơ, trừ phi đạt đến vạn cổ đệ nhất, nếu không không có khả năng lưu tên trên nhân cơ bảng cùng thiên cơ bảng. Một bên khác có mấy người đang đo lực, mã ca lần này đột phá trúc thiên cơ, hơn nữa còn dung hợp một khối thượng của tiên thạch, thực lực có tiến bộ nghiêng trời lệch đất. Lần này, mã ca nhất định có thể lên bảng, không chỉ lên bảng, còn muốn trở thành vạn cổ đệ nhất nhân. Cái gì thủy nhất, vạn đạo đều chỉ có thể trở thành đá đặt chân của Mã Ca. Những người kia đều động viên người đang đo lực, người được gọi là Mã Ca có tướng mạo chừng 25 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon gầy, trên người có ngạo khí. Đối với đồng bạn nịnh nọt, Mã Ca lựa chọn tiếp nhận tất cả, cũng không khiêm tốn chút nào. Hắn tên là Mã Ninh, là đệ tử chân truyền của đại giáo, rất được coi trọng. Cách đó không lâu, hắn ngoài ý muốn thu được một khối tiên thạch vào lúc hắn đột phá trúc thiên cơ lại chui vào người hắn, cùng dung hợp với tiên đạo cơ thạch và thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu lần này Mã Ca lên bảng, nhất định có thể thay thế đạo tử đương nhiệm. Đúng thế, cho dù danh sách này chỉ là trúc cơ, nhưng có thể chen vào trước 100 tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Mã Ca, về sau chúng ta đều đi theo ngươi lăn lộn. Tất cả mọi người tiếp tục vuốt mông ngựa, Mã Ninh cười ngạo nghễ, hắn đã chuẩn bị, việc này không hạn chế thời gian. Lăng Hàn cũng khoanh tay nhìn, hắn thích xem náo nhiệt tiểu tử người thật sự là vận khí tốt có thể nhìn thấy thời khắc lịch sử có người nhìn thấy lăng hàn cũng nói với hắn lăng hàn phun nước bọt khinh bỉ người trên bảng đều là trúc cơ hiện tại làm sao có thể là thời khắc lịch sử trừ phi lực áp phản cổ trở thành đệ nhất từ trước tới nay mới gọi là thời khắc lịch sử hắn lười chấp nhất với những người này hơn nữa thông qua tinh đấu đánh cũng không đau không cần uổng phí sức lực mã ninh cũng nhìn thấy lăng hàn vẻ mặt hắn đầy ngạo mạn hắn muốn nhìn thấy thời khắc quật khởi của mình. Hắn xuất thủ, oanh, thân thể hắn sông lên như một con mãng nghiêu. Bành, hắn thật sự tới đo khí lực, mặt chịu lực là vách tường lớn như vậy, căn bản không cần lo lắng sẽ đánh lệch. Sau khi va chạm, vách tường giống như mặt chịu lực có con số nổi lên, cuối cùng ngừng lại. 6, 6, 7, 5, cái gì, mới 6675 tiêu chuẩn lực. Không phải chứ, trước đó đạo tử còn đánh ra hơn 7.000 tiêu chuẩn lực. Đám tiểu đồng bạn của Mã Ninh đều bàn luận khe khẽ, mặc dù lực lượng cũng không thể đại biểu tất cả, nó là thể hiện chiến lược trực quan nhất. Mã Ninh lại thẹn quá hóa giận, lần này hắn lòng tin tràn đầy, dự định sẽ lên bảng, thậm chí trở thành vạn cổ đệ nhất, trở thành đạo tử là chuyện Đinh đã đóng cột. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hiện thực lại tàn khốc như thế. Hắn, kém xa quá, vừa rồi ta không phát huy tốt, hắn nói, lần này hắn làm chuẩn bị, muốn bắt đầu lần nữa. Lăng Hàn liền khó chịu, lực quán cũng không phải nhà ngươi mở cũng không thể một mình ngươi chiếm hắn đi tới thái độ hết sức rõ ràng cút mã ninh quát đúng đấy ở trước mặt mã ca nhà ta ngươi có tư cách gì tiến lên ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem ngươi và mã ca kém mấy tinh thể không muốn ảnh hưởng mã ca cút sang một bên những người kia cũng nhao nhao quát lớn có người thậm chí xô đẩy lăng hàn hừ một tiếng linh hồn biến thành thực thể là có thể động thủ hắn khe khẽ rung lên bành đánh người kia bay ra ngoài thật to gan lại dám động thủ với chúng ta chán sống tất cả mọi người quát lớn bọn họ đều là người cùng một tinh thể cũng theo mã ninh diếu võ dương oai không kiêng kỵ đã quen lăng hàn không thèm để ý hắn bước nhanh về phía trước mã ninh muốn ngăn cản nhưng lăng hàn đã xuất quyền hắn đánh vào máy đo lực không có kỹ pháp gì chỉ là một quyền phổ thông bành máy đo khí lực run lên rất mạnh sau đó chữ số hiện ra không ngừng chấp động lên, rất nhanh liền ngừng lại. 37.588 T, chỉ trong nháy mắt đám người mã ninh nuốt nước bọt ừng ực, mặc dù bọn họ là linh hồn thể, căn bản không có nước bọt có thể nuốt, đây chỉ là động tác vô ý thức mà thôi. Hơn 3 vạn, gần 4 vạn, so sánh với nhau, mã ninh đánh ra hơn 6.000 tiêu chuẩn lực tính là cái gì? Lực lượng thật sự không phải toàn bộ chiến lực, nó lại là bộ phận trọng yếu nhất tạo thành chiến lực, lực lượng song phương kém gấp 6 lần, chiến lực là nghiền ép. Hơn nữa, bỗng nhiên bọn họ nghĩ tới một kích của Mã Ninh cần chuẩn bị thật lâu, mà Lăng Hàn chỉ tùy ý đánh một quyền. Nhìn, lên bảng, có người nhỏ giọng nói, quả nhiên, 100 người đứng đầu có thêm một người, hơn nữa còn xếp tới vị trí 76. Nói cách khác, lực bộc phát của Lăng Hàn hiện nay xếp thứ 76 trong trúc thiên cơ, thành tích này đủ kinh động vũ trụ, cho dù là đại giáo nào cũng cướp thu đệ tử. Tinh không đệ nhất nhân, có người thì thào, đây là lần đầu tiên Lăng Hàn lên bảng, cho dù đánh vỡ ghi chép gì, lên bảng chính là cái tên này. chương 4184, thứ hai, khẩu khí thật cuồng, Mã Ninh cắn răng nói, tràn đầy ghen ghét, hắn không có phá kỷ lục, thậm chí cách lên bảng còn kém xa, nhưng Lăng Hàn lại nhẹ nhóm lên vị trí thứ 76, cho dù khẩu khí người ta ngông cuồng nhưng thực lực bày ra ở trước mặt. Nơi này không phải chiến đấu chân chính, bởi vậy Mã Ninh cũng không cần kiêng kỵ thực lực Lăng Hàn nghiền ép chính mình. Như thế nào, người còn có thể đánh ta hay sao? Lăng Hàn căn bản không thèm để ý, hắn chỉ kinh ngạc, mặc dù một quyền này hắn cũng không hề sử dụng toàn lực nhưng có thể lên vị trí thứ 76. Nếu ý nghĩ của hắn bị người ta biết, chắc sẽ có người phun chết hắn. Người tùy ý một quyền liền đánh vào vị trí 76 trúc thiên cơ, còn muốn thế nào? Nhất định phải thứ nhất sao? Lăng Hàn hơi tụ lực, vận chuyển yêu hầu quyền, bành, hắn lại đánh một kích lên máy đo khí lực. 9 vạn mươi 634 trên máy đo lực có con số khủng bố xuất hiện, cái tên Lăng Hàn cũng từ vị trí thứ 76 leo lên vị trí thứ 9. Điên rồi, đám người Mã Ninh há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Mặc dù đây chỉ là xếp hạng lực bộc phát trúc thiên cơ, nhưng có thể đánh vào 9 vị trí đầu là thành tích kinh người cỡ nào. Mau đến xem, trúc cơ lực quán xuất hiện siêu cấp châu bò. Nơi này cũng không chỉ có đám người Mã Ninh, chỉ có những người khác còn chưa khảo thí khí lực mà thôi, nhưng Lăng Hàn hai lần lên bảng, con số lớn như vậy sẽ không có người nhìn thấy sao có lẽ lần thứ nhất có người bỏ qua, nhưng lần thứ hai khẳng định bị rất nhiều người nhìn thấy. Hồ Bằng gọi hữu và từng người xuất hiện, đây là thông qua thủ đoạn đại đế liên hệ linh hồn vô số người tụ tập lại một chỗ, tự nhiên có thể một ý niệm tới nơi, hoàn toàn không có cảm giác khoảng cách. Chỉ qua một hồi, nơi này liền xuất hiện vô số người, may mắn căn bản là hư cấu hóa, người càng nhiều trận quán sẽ tự động phóng đại, không cần phải lo lắng sẽ có cảm giác chen chúc. Tinh không đệ nhất nhân, hóa, khẩu khí thật lớn, a, à, ta biết người này, vừa rồi còn đang đánh lôi đài. Chính là hắn, a à, gia hỏa này không phải lâm trận bỏ chạy sao. Đúng vậy, hắn gặp được Quản Tuyên, căn bản không dám chiến. Chờ một chút, Quản Tuyên bài danh hơn 90 triệu sao. Chính là hắn, ta cảm thấy buồn cười, gia hỏa trước mặt có lực bộc phát phọt lên thứ 9 thiên cơ bảng, người lại nói với ta là hắn sẽ sợ một tên bài danh hơn 90 triệu sao. Ây, có thể có lực bộc phát đứng thứ 9 trên trúc thiên cơ, chiến lực như vậy đặt trong chúc cực cơ cũng có thể xếp hạng khá cao, chỉ ít chiến một bài danh hơn 90 triệu là không thành vấn đề. Lâm trận bỏ chạy, nói đùa cái gì, a à, gia hỏa này còn muốn tiếp tục, mọi người thấy, Lăng Hàn lại vươn nắm đấm lên, không chứ, vị trí thứ 9 còn không hài lòng, oanh, Lăng Hàn đấm ra một quyền, lần này hắn lại vận dụng thiên đạo hỏa bao phủ nắm đấm, đương nhiên là tinh võng mô phỏng ra. Một quyền đánh vào lực kế, con số lắc lư, 13 vạn 8621 lại sáng tạo độ cao mới. Trời ạ, à, gần 14 vạn, gia hỏa này chiến lực có thể nghiền ép 99% trúc cực cơ. Ai lại nói hắn sợ chiến quản tuyên, ta sẽ phun nước bọt dìm chết đuối. Quá kinh khủng, 14 vạn tiêu chuẩn lực, đặt vào trong trúc cực cơ cũng có thể đứng trước 1 ngàn. Ừm, có người đã thí nghiệm qua, Trúc thiên cơ 10 vạn tiêu chuẩn lực tương đương với trúc cực cơ 1 vạn tiêu chuẩn lực, tính tích của hắn đứng trước 1 ngàn cực cơ bảng. Mọi người hô to gọi nhỏ, tất cả cảm thấy ra đầu tê dại đám người mã ninh không dám lên tiếng, tất cả đều im lặng lui qua một bên. Ở trước mặt bọn họ là một siêu cấp tân tinh, có thể sáng ngời trong tinh không, bản thân bọn họ tính là cái dám gì chứ? Cái này xếp vị trí bao nhiêu? Thứ, thứ hai, trời à, đầu tiên là không có khả năng, bởi vì tên thứ nhất chính là vạn cổ đệ nhất, không quan trọng ghi chép của người ở trúc cơ hay đã thành tổ vương đều sẽ không xóa tên. Vô số năm trôi qua, không biết bao nhiêu thiên tài muốn đẩy kỷ lục cao nhất này, muốn đăng đỉnh thứ nhất nhưng chưa có ai vượt qua thiên kiêu như vậy. Điều này có thể sao? Siêu cấp quái vật thủy nhất vừa ra đời, thậm chí đã siêu việt rất nhiều tổ vương năm đó, chẳng lẽ còn có một yêu nghiệt mạnh hơn xuất hiện? Đáng tiếc, ừm, nếu như người này xuất hiện trước thủy nhất, hắn thật có khả năng lực áp vạn cổ, thu hoạch được thứ nhất. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể ủy khuất ở thứ hai, nhưng thứ hai cũng cực kỳ châu bò, mệnh của hắn không tốt, gặp thủy nhất. Ha ha, còn có vạn đạo, phá thiên Mặc dù bọn họ về mặt sức mạnh bị thủy nhất áp chế nhưng ở tốc độ, ngộ tính lại phân biệt phá ghi chép phản cổ, thực lực tổng hợp không hề yếu. Sinh ra ở thời đại này là bi ai của thiên kiêu, thời đại này có ba quái vật. Mọi người nhao nhao lắc đầu, thành thích lăng hàn đúng là kinh người, nhưng bây giờ có một quái vật như thủy nhất tồn tại có thể áp chế hắn. Trước kia đánh tới tên thứ hai đã đủ rồi, bởi vì vị trí thứ nhất là các đại năng năm đó lưu lại. Nhưng lần này khác biệt, thủy nhất đang sống yên lành, thậm chí vẫn chỉ là chúc cực cơ. Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc, hắn lấy yêu hầu quyền lại thêm thiên đạo hỏa nhưng không thể đứng thứ nhất. Thủy nhất thật sự rất mạnh, lại đến, Lăng Hàn lại thi triển yêu hầu quyền, lần này là 108 trọng tần suất công kích tăng thêm thiên đạo hỏa, oanh, một quyền nặng nề nện vào lực khí. 19 vạn 5774, mọi người như hóa đá, nói không nên lời, thì ra hơn 13 vạn tiêu chuẩn lực còn không phải là cực hạn của Lăng Hàn, ra hỏa này kém một chút đánh ra 20 vạn tiêu chuẩn lực. Dạng lực bộc phát này, Phóng tới Trúc Cực Cơ cũng xếp vào top 800. Trời ạ, à, Trúc Thiên Cơ đã mạnh như vậy. Như vậy là tự nhiên, chẳng lẽ người không biết Thủy Nhất lúc trước đánh ra gần 30 vạn tiêu chuẩn lực, đủ để xếp hạng 123 trên cực cơ bảng hay sao? So sánh với nhau, người kém xa người. Ừm, đúng thế, mọi người khôi phục năng lực nói chuyện, nhưng cho dù Lăng Hàn so ra kém Thủy Nhất nhưng hắn vẫn khủng bố. Cũng bởi vậy còn có càng nhiều người xuất hiện, mỗi một người đều điên cuồng. Quản tuyên cũng đến lại phát ngôn bừa bãi, cầm việc Lăng Hàn sợ chiến không đấu liều mạng thiếp vàng lên mặt mình. Lăng Hàn lại cảm thấy chấn kinh, thủy nhất lợi hại như vậy, đánh ra gần 30 vạn tiêu chuẩn lực. So ra đã vượt qua mình năm thành, Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, xem ra hắn cần toàn lực ứng phó. Thủy nhất có thể siêu việt vạn cổ thiên kiêu, tuyệt không phải thiên kiêu vạn cổ đến nay không góp sức, mà là hắn quá yêu nghiệt. Lăng Hàn thi triển chiến, chiến thần tam thức, đồng thời hắn dẫn động năng lượng hủy diệt trong cơ thể mô phỏng xong tiên đạo cơ thạch cùng phóng thích lực lượng. Hắn vận chuyển nhãn thuật, nhắm vào điểm yếu kém trên máy đo lực khí, từ đó chiến lực và lực phá hoại của hắn tăng lên mạnh nhất. chương 4185, đệ nhất vạn cổ. Đến, thân thể lăng hàn lao tới, hắn đánh ra ba đòn mạnh nhất. Chiến thần tam thức, kích thứ nhất, oanh, lăng hàn dùng song trường nện tới, đánh vào máy đo lực khí. Một con số tăng lên, nhưng chỉ cho thấy hai mươi mấy vạn, còn không có hoàn toàn ngừng lại, Lăng Hàn lại đánh ra thức thứ hai chiến thần tam thức. Bành, lần này máy đo lực khí xuất hiện con số hơn 29 vạn. Thứ nhất, đệ nhất, ta, thao, siêu việt thủy nhất, vạn cổ đệ nhất nhân. Má ơi, ta nhất định là đang nằm mơ, ghi chép của thủy nhất bị phá hết, tân vạn cổ đệ nhất nhân sinh ra. Ta thấy cái gì, phải biết ghi chép càng về sau càng khó phá, thủy nhất phá mất ghi chép vào 300 triệu năm trước, nhưng bây giờ kỷ lục của hắn chỉ giữ vững hơn một năm. Tinh không đệ nhất nhân, Tinh không đệ nhất nhân, tất cả mọi người cuồng nhiệt, mặc dù Lăng Hàn chỉ vượt qua thủy nhất một ít nhưng lại là vượt qua chân chính. Ghi chép mạnh nhất vạn cổ đến nay, vậy khẳng định chỉ có thể vượt qua một tia, không thì đặt mặt mũi lịch đại thiên kiêu ở nơi nào. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc, Lăng Hàn lại đánh ra thức sau cùng của chiến thần tam thức, bàn tay nện vào máy đo lực khí, hắn mở miệng phun ra một đạo kim kiếm đồng thời đánh tới. Oanh, dao động như thiên địa hủy diệt, toàn bộ gian phòng run rẩy. Con số khủng bố xuất hiện, 31 vạn 2526. Trời ơi, trong nháy mắt mọi người kích động ra đầu tê dại, lời nói không có mạch lạc đã hóa đá, hoàn toàn không nói thành lời. Ghi chép bị đánh vỡ lần nữa. Lăng Hàn phá ghi chép mình vừa sáng tạo, ghi chép trước đó tuyệt đối là đoàn mệnh nhất, thời gian tồn tại chỉ một giây. Phá 30 vạn, từ xưa tới nay, muốn xếp thứ nhất thiên cơ bảng cần đánh ra hơn 20 vạn tiêu chuẩn lực, chỉ là ghi chép càng ngày càng cao, càng ngày càng khó phá. Cho dù là tiền nhiệm vạn cổ đệ nhất thủy nhất cũng chỉ đánh ra hơn 29 vạn tiêu chuẩn lực, nhưng mà Lăng Hàn đã sang bằng thành tích này, đã vượt qua 30 vạn. Tất cả mọi dùng sức xoa mắt và sùng bái nhìn Lăng Hàn, đệ nhất vạn cổ đấy, Lăng Hàn đã vượt qua rất nhiều tổ vương, thánh nhân. Thôi đi, thiên cơ thứ nhất không nói rõ cái gì, phải biết rất nhiều tổ vương chưa từng có sáng tạo ra ghi chép đệ nhất, thậm chí chỉ có thể xếp vào top 10, nhưng đến cuối cùng lại là trấn áp tất cả thiên kiêu, trở thành chúa tể một thời đại có người cố ý rèm pha lăng hàn. Ha ha, có bản lĩnh người đi sáng tạo một ghi chép ta xem. Không có bản sự, chỉ biết mở miệng rèm pha, đây chính là đệ nhất vạn cổ, siêu việt lịch đại thiên tài, cho dù thế nào cũng đáng được tôn trọng, tán thưởng. Không sai, không cần lăng hàn mở miệng, đã có rất nhiều người nhầm vào, làm người kia đỏ mặt tới mang tai. Trên máy đo khí lực có tên lăng hàn thay vào thủy nhất, cái tên tinh không đệ nhất nhân chiếu sáng lấp lánh. Không cần cái khác, chỉ sáu chữ này đã nói rõ tất cả. Tinh không đệ nhất nhân phá vỡ ghi chép lực bộc phát trúc thiên cơ, đặc biệt ban thưởng một ngàn tinh tế tệ. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, trong nháy truyền khắp mạng lưới tinh tế. Đúng là linh hồn mạng lưới tinh tế. Cái gì, ghi chép lực bộc phát trúc thiên cơ đã bị đánh vỡ. Nói đùa gì vậy, nó không phải bị người ta phá hơn một năm trước hay sao? Ngay cả linh hồn tinh linh đã thông báo, vậy khẳng định không có giả. T, Tinh không đệ nhất nhân thật sự châu bò nói đi cũng nói lại, gia hỏa này có lòng tin khủng bố, lại dám xưng chính mình là tinh không đệ nhất nhân. Chỉ từ lực bộc phát, người ta chính là đệ nhất nhân trong chúc thiên cơ. Trong tinh không sinh ra vô số sóng to gió lớn, tất cả mọi người bắt đầu tra tìm, tinh không đệ nhất nhân là thần thánh phương nào lại có thể đánh vỡ ghi chép vạn cổ. Mặc dù chỉ là một hạng nhưng thông truyền vũ trụ, không có gì bất ngờ xảy ra, kỷ lục của Lăng Hàn sẽ bảo trì vài trăm triệu năm vừa tra một chút mọi người sợ ngây người thì gia sinh không đệ nhất nhân mới vừa tiến vào mạng lưới tinh võng người so với người thật sự tức chết người không biết bọn họ phấn đấu trong tinh không bao lâu nhưng không thể đánh vỡ nửa cái ghi chép nhưng nhìn lăng hàn xem ngày đầu tiên tiến vào tinh võng đã vang danh thiên hạ lăng hàn cười cười trong mắt hắn lộ ra tia sáng về sau hắn làm sao mở lôi đài kiếm tiền còn ai đánh với hắn ân chỉ có thể trông cậy vào những gia hỏa trúc cực cơ kia nhưng mà thường ra thật sự keo kiệt phá ghi chép này chỉ có một ngàn tinh tế tệ. Hắn đã trách lầm thường ra, thiết lập này do tứ phương đại đế năm đó quyết định, thường ra chỉ có được quyền khống chế, lại không thể can thiệp vào vận hành, tinh linh hồn mới thật sự là chúa tể. Tứ phương đại đế nghĩ rằng, vinh quang phá kỷ lục tự nhiên vượt qua tất cả, một ngàn tinh tế chỉ có ý tứ tượng trưng mà thôi. Ai biết Lăng Hàn là người nghèo, hắn thấy thưởng tinh tế tệ mới là vương đạo. Nhưng có thể góp gió thành báo, hắn phá thêm vài ghi chép sẽ có thu hoạch không nhỏ hắn rời máy đo lực đi tìm cơ hội kiếm tiền mới nếu người khác biết suy nghĩ trong lòng hắn sẽ chửi mẹ nó cho dù người phá ghi chép gì trong thế giới hiện thực chỉ cần lộ ra thân phận của mình một chút có đại giáo nào không muốn thu hắn làm đệ tử nhân tài như vậy tin tưởng cả đế tộc cũng động tâm lang hàn đi tới trước ghi chép lực quyền chiến thần tam thức là trường pháp hiện tại sử dụng yêu hầu quyền hắn có thể lại phá kỷ lục không người bảo trì kỷ lục này cũng là thủy nhất Lăng Hàn còn không có xuất thủ, chỉ thấy một người nhanh chân đến trước, những người khác đều tản ra, tất cả vì tránh con đường cho hắn đi tới. Bởi vì người này chính là cường giả chân ngã cảnh, phong nam tinh lý ra lý lôi động, cường giả chân ngã cảnh. Lý ra là thế lực cấp giáo chủ, sai, vị thiên tài của lý ra trước đây không lâu vừa mới đột phá tứ cực cảnh, trở thành tôn giả, hiện tại lý gia chính là thế lực cấp tôn giả. Khó trách dám tới mời chào, ta nghĩ thế lực cấp giáo chủ hiện tại cũng không dám mời chào kẻ này tất cả mọi người gật đầu thế lực cấp giáo chủ dĩ nhiên bất phàm nhưng còn chưa có tư cách mời chào thiên tài phá vỡ ghi chép vạn cổ làm thủ hạ loại tồn tại này cho dù không thể thành tổ vương cũng có hy vọng rất lớn thành thánh thế lực cấp giáo chủ không đáng chú ý lý lôi động đi tới trước mặt lăng hàn lộ ra nụ cười nói người trẻ tuổi nhưng có hứng thú gia nhập lý gia chúng ta không ha ha lý gia làm sao có thể so với vương gia lại một giọng nói vang lên chỉ thấy một người nam tử trung niên cũng tách mọi người và bước ra Vương Kiếm, đôi mắt Lý Lôi Động có rút lại Vương gia là hào môn vĩnh mang tinh Có một tôn giả uy tín lâu năm Bước vào tứ cực cảnh đã mấy vạn năm Lý Lôi Động, Lý gia các người mới vừa vận thành hào môn cấp tôn giả So sánh với Vương gia chúng ta, các người còn quá yếu Vương Kiếm cao ngạo nói một câu mươi 4186, mời chào Đương nhiên Lý Lôi Động sẽ không chịu phục, hừ một tiếng Lý gia tôn giả ta kỳ tài ngất trời, mặc dù mới vừa thành tôn giả nhưng tiền đồ vô lượng, tương lai không phải không thể thành thánh nhân. Ha 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 ha, vương kiếm cười to, ta rất buồn cười, ngươi cho rằng thánh nhân là rau cải trắng sao. Thiên tài gì cũng phải cúi đầu trước cánh cửa thánh nhân này, có thể thành thánh, không chỉ cần thiên phú, còn cần vận khí. Vương kiếm, ngươi dám xem thường tôn giả nhà ta sao? Lý lôi động lành lạnh lên tiếng, sát khí bộc phát. Vương kiếm không tiếp lời, vương gia có thể đối kháng lý gia thậm chí mạnh hơn một ít nhưng hắn nhất định không thể dùng lời lẽ bất kính với tôn giả không thì vị đại năng lý gia xuất thủ giết hắn cũng không có người báo thù cho hắn cương giả cần tôn trọng nhất là bắt đầu từ cấp giáo chủ tuyệt đối không cho phép kẻ nào chửi bới người trẻ tuổi người chọn thế nào vương kiếm nhìn về phía lăng hàn tranh giành với lý lôi động có gì hay chứ gia nhập lý gia bảo đảm tài nguyên tu luyện của ngươi không thiếu lý lôi động vội vàng nói ha ha một hào môn vừa tấn thăng cấp tôn giả thì làm sao có nội tình bằng vương gia. Vương kiếm hừ một tiếng, lang hàn không quan tâm tới kẻ nào, hắn hướng tới tự do, tuyệt đối không gia nhập bất cứ thế lực nào. Chẳng lẽ có thể lấy không tài nguyên của những thế lực này? Tất cả cần phải trả giá, trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Hắn vận chuyển yêu hầu quyền, dung nhập năng lượng hủy diệt, sau đó bỗng nhiên xông tới và đấm ra một quyền. Bang, đo lực khí xuất hiện chỉ số, con số tăng lên nhanh chóng. Hơn 28 vạn, chỉ cần lên bảng nhưng cũng không có đánh vỡ ghi chép, tên thứ nhất vẫn là Thủy Nhất. Ha ha, Thủy Nhất dùng quyền thuật phá vỡ ghi chép, cao tới hơn 29 vạn tiêu chuẩn lực. Có người nói, thì ra là thế, mặc dù Lăng Hàn phá ghi chép lực bộc phát, nhưng cũng không đại biểu hắn là đệ nhất. Người trẻ tuổi, chúng ta đang nói chuyện với ngươi, Lý Lôi động lớn tiếng nói ra, có vẻ hơi phẫn nộ. Một chút thiên cơ nho nhỏ lại dám không để ý tới chính mình, thật sự là to gan lớn mật cho rằng mình là ai. Phá vỡ ghi chép vạn cổ thì như thế nào, dù sao tu vi quá thấp. Trong thế giới này, mặc người thiên tài đi nữa thì như thế nào, nhất định phải tôn trọng cường giả. Lăng Hàn chỉ nhìn hắn một cái, hắn quay người rời đi, đã không thể phá ghi chép này vậy thì đi phá cái khác, ngược lại có đủ loại ghi chép đấy. Ngươi đứng lại đó cho ta, Lý lôi động quát, Lăng Hàn làm như không nghe thấy, tiếp tục đi tới. Ta bảo ngươi dừng lại, Lý lôi động nói ra từng chữ, hắn bị người trẻ tuổi trước mặt chọc giận. Lăng Hàn là người có bản sự dễ dàng chọc người khác tức giận, cho dù người này muốn mời chào hắn. Lăng Hàn vẫn là không có để ý tới, hắn nhìn thấy ghi chép cước lực, nhưng người sáng tạo không phải là Thủy Nhất, mà là một người tên Hoành Sơn. Hoành Sơn là một vị thánh nhân, nhưng đã sớm làm người thiên cổ. Truyền thuyết hắn năm đó thiên tài tuyệt diễm, là người cạnh tranh mạnh mẽ thành đế thành tổ, từ hắn sáng tạo ghi chép vạn cổ là có thể biết rõ, người này có thiên phú kinh hồn. Đáng tiếc, Nhất thời kinh diễm cũng không đại biểu kinh diễm vĩnh viễn, hoành sơn thánh nhân cuối cùng vẫn thua, dừng bước tại thánh nhân cảnh. Vậy thì thử ghi chép này, lang hàn thử một chút, mặc dù hắn tùy tiện lên bảng nhưng lại không thể phá vỡ ghi chép. Hắn thở dài, mặc dù hắn phá vỡ ghi chép vạn cổ lực bộc phát nhưng hắn không đủ trở thành người có quyền lực, cước lực mạnh nhất vạn cổ. Đến lúc này hắn còn chưa tu hành tới trúc thiên cơ đỉnh phong, quyền pháp thứ hai, cước pháp còn chưa đủ mạnh. Ân, từ từ sẽ đến, một ngày sẽ phá tất cả ghi chép cũng không thú vị. Ngươi, Lý Lôi Động ở một bên quát, đã là kêu la như sấm. Lăng Hàn liếc xéo hắn một cái, nói, kêu la cái gì, không phục ra sân thi đấu đánh nhau cùng cấp, có thể cản 10 chiêu của ta tính là ngươi thắng. Lý Lôi Động muốn đáp ứng nhưng miệng vừa mới mở ra đã lập tức nuốt những lời định nói trở về. Đánh nhau cùng cấp, ai có thể địch nổi ra hỏa có lực bộc phát mạnh nhất phản cổ. Người ta cũng không chỉ là thứ nhất, mà là đệ nhất vạn cổ giá trị hoàn toàn khác biệt nếu như cậy mạnh đáp ứng hắn sẽ tự rước lấy nhục a à, nội tâm lăng hàn hơi động hắn nhận được một nhắc nhở một giờ xếp hàng đã đến hắn có thể đánh đẳng cấp chiến xác nhận xeo lăng hàn lập tức biến mất giữa hư không hắn cũng xuất hiện trong sân đấu đối thủ của hắn là một thiếu nữ lúc nàng phát hiện đối thủ của mình là lăng hàn thì hoảng sợ gào lên ngươi là tinh không đệ nhất nhân vừa mới đánh vỡ ghi chép lực bộc phát trúc thiên cơ thiếu nữ hưng phấn nói năng lộn xộn hai mắt đang tỏa sáng ta quá sùng bái ngươi ngươi là thần tượng của ta lăng hàn đổ mồ hôi bây giờ chúng ta đang chiến đấu thần tượng ta làm sao có thể là đối thủ của ngươi thiếu nữ vội vàng nói thần tượng chúng ta tới chụp ảnh đi nàng tiến tới trả tiền bảo mạng lưới mở công năng ghi chép sau đó vây quanh lăng hàn và bày ra các loại tư thế thật lâu sau nàng vừa lòng thỏa ý tự động nhận thua bóng dáng biến mất không còn thấy đâu nữa Lăng Hàn vẫn đạt được 11 điểm tích lũy trong trận chiến này. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này rời khỏi tinh bình đài. Hô, Lăng Hàn đứng lên, đẩy cửa ra ngoài. Chỉ 2 giờ ngắn ngủi, hắn đã tạo ra một cơn phong bạo trong sân thi đấu. Hiện tại tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ cái tên tinh không đệ nhất nhân, khẳng định sẽ có vô số thế lực tìm kiếm hắn. Lăng Hàn tìm tới đám người lâm lạc, bởi vì có hảo hữu với nhau, sau đó chuyển cho bọn họ một ít tinh tế tệ. Tiếp theo, hắn tin tưởng mấy người lâm lạc cũng bộc lộ tài năng trong tinh võng, trở thành một đời siêu tân tinh. Bản thân liên tiếp khí có công năng quang não, có thể chứa đựng tư liệu, chỉ cần tải về là được rồi, cho dù không kết nối cũng có thể xem xét. Nhưng với trí nhớ của Lăng Hàn, đương nhiên hắn không cần cố ý mở công năng quang não ghi nhớ đan phương hóa cơ đan, chỉ cần hơi hồi tưởng thì đan phương xuất hiện rõ ràng, hắn có thể tiến hành mô phỏng luyện chế. Một giờ sau, Lăng Hàn tin tưởng chỉ cần cho hắn nguyên vật liệu, nhiều lắm chỉ thất bại một hai lần để tổng kết kinh nghiệm, hắn có thể luyện chế ra thành đan một đêm trôi qua sáng sớm ngày thứ hai sau khi lăng hàn tu luyện xong hắn bắt đầu luyện tập yêu hầu quyền cổ tổ của hầu ca chính là tổ vương vô địch một thời đại lão nhân ra sáng tạo ra yêu hầu quyền chính là đế thuật đại đế trong thiên hạ ai yếu hơn ai hắn có thể lấy chiến thần tam thức đánh vỡ ghi chép vì cái gì không thể dùng yêu hầu quyền chứ không phải yêu hầu quyền yếu mà là hắn không thể phát huy ra uy lực chân chính của yêu hầu quyền đi tìm hầu ca lăng hàn thì thào Vừa vặn ta đã bước vào trúc thiên cơ, thực lực trận pháp đại tiến, có tư cách đi thử phá giải trận pháp tiên cấp, thứ hai, ta còn có hỗn độn cực lôi tháp, có thể trợ giúp Hầu ca. Ta phải thử có thể giúp Hầu ca thoát khốn hay không. Chương 4187, chuẩn bị phá phong ấn. Lăng Hàn nói đi là đi, lần này hắn không có dẫn theo Bích Tiêu công chúa, mà là nữ hoàng, hổ nữ và đại hắc cẩu, hắn càng không thể bỏ Đường Vân Nhi ở lại, Lăng Hàn quyết định dùng phi toa của nàng. Chỉ mấy giờ sau, bọn họ đã tới gần Hải Bình Sơn. Bọn họ hạ xuống, sau đó Lăng Hàn phát động thân pháp mang theo bọn họ đi. Nhị Đại Vương, thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, đám hầu tử cùng kêu lên, tiến cảnh của bọn chúng rất nhanh, có thật nhiều hầu tử đã bước vào trúc cơ, tiến cảnh nhanh nhất đã bước vào trúc cực cơ. Sắc mặt Lăng Hàn tối tăm, đã bảo các người rồi, đừng gọi ta là Nhị Đại Vương, ta tuyệt không phải nhị. Vậy thì nhị đương ra, có một con hầu tử thử thăm dò, ha 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 ha. Đại hắc cầu cười lăn lộn trên mặt đất, ngươi là hai hàng, thì ra hầu tử cũng biết, lời này đắc tội hầu tử, lại có mấy con hầu tử lớn nhảy tới, tất cả đều bắt lấy một chân của đại hắc cầu sau đó xách nó lên. Hôm nay có thể ăn thịt chó, những hầu tử này đều là ăn hàng, bọn chúng chảy nước bọt. Tiểu hàn tử, cứu mạng, cứu mạng, đại hắc cầu vội vàng kêu la thảm thiết, lăng hàn cười ha ha, nói, được rồi, tha mạng chó của nó đi, hầu tử lúc này mới ném đại hắc cầu xuống mặt đất hai mắt vẫn phát sáng, hiển nhiên chưa bỏ đi suy nghĩ ăn thịt chó, đại hắc cầu sợ hãi kẹp đuôi lại, lúc này thành thật đứng sau lưng Lăng Hàn. Nhị đương ra, mời, chúng hầu tử kêu lên, khóe miệng Lăng Hàn co giật, tại sao không thể dạy những hầu tử này được. Gọi ta Lăng đương ra, hắn cường điệu nói, được rồi nhị đương ra, hầu tử biết nghe lời phải, được rồi, Lăng Hàn thở dài, hắn đi vào sâu trong hầu cốc, gặp được hầu ca, vị đại năng thượng cổ này bị trấn áp dưới chân núi, cũng không có biện pháp thoát khốn. Hầu ca, lang hàn kêu lên, nhị đệ, người đã đến. Hầu ca nhìn hắn liền vui vẻ gật đầu, người đột phá trúc cơ. Ông, trong hai mắt hầu ca tỏa ra một tia thần quang, nhìn lang hàn một phen, sau đó hắn chấn kinh nói. Nhị đệ, người đã tu thành tiên đạo cơ thạch, đây là một loại nhãn thuật sao, thật là lợi hại, lại có thể nhìn thấu thức hải của hắn. Đây là thần thông hỏa nhãn kim tinh trong tộc lão tôn ta, tổ tiên xa xưa của lão tôn sáng tạo ra nó, cần sử dụng huyết mạch mới có thể thi triển. Hầu ca giải thích nói, a, à, thì ra tổ tiên hầu ca chính là vị tổ vương truyền lại. Lăng Hàn Hiếu Kỳ nói, hầu ca, vị lão tiền bối kia có tục danh là gì? Hầu ca ngạo nghễ, lão tổ tông chính là thạch hầu do thiên địa dựng dục ra, lúc tuổi còn trẻ đi khắp phố trụ, học trộm học nghệ, cuối cùng đi ra con đường của mình, trở thành tổ vương đời thứ nhất, được tôn xưng là đấu chiến thánh hoàng. Lăng Hàn ngẩn người mê mẩn, thời điểm hắn vận chuyển yêu hầu quyền liền phát hiện có một con yêu hầu kiệt ngạo bất tuân xuất hiện, trên kích phá trời xanh, dưới phá cửu u, khí thế thật sự bá của việt kim. Nghĩ đến đây vị đấu chiến thánh hoàng kia, quyền thuật khẳng định chỉ có thể phát họa ra một tiêu uy thế tổ vương, nhưng có một phần đạo vận không có khả năng mô phỏng ra, nếu không, yêu hầu quyền có thể oanh sát thánh nhân. Hầu ca, thọ nguyên tổ vương cũng có giới hạn, hơn nữa đế không thấy đế, ta nghe nói tổ vương gần đây nhất chính là đại đế của nhân tộc. Lăng Hàn cảm thấy khó hiểu. Hầu ca gật đầu, tổ vương thành đạo, toàn bộ khí vận trong thiên địa đều bị hắn hấp thu, hắn tức là đạo, đạo tức là hắn, cho nên chỉ cần có tổ vương tại thế, bất kỳ người nào, cho dù khí vận nghịch thiên cũng không có khả năng thành đế thành tổ. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, hầu ca chỉ bị trấn áp nhưng không có bị oanh sát, chính bởi vì thanh long hoàng triều cố kỵ vị đấu chiến thánh hoàng còn sống, nhưng theo lý mà nói, có lẽ vị yêu tộc đại đế kia đã chết từ lâu rồi lão tổ vào lúc tuổi già đi vào một tuyệt địa tìm kiếm con đường trường sinh về sau hắn không trở về hầu ca nói nơi đó là biên giới vũ trụ đến nơi đó khí vận thiên địa của lão tổ bị áp chế xuống yếu nhất sau khi đi mấy trăm vạn năm thiên địa cũng khôi phục bình thường lại có người đắc đạo thành đế nhưng rất nhiều đại năng đều suy đoán lão tổ vẫn chưa chết mà là đang chiến đấu trong tuyệt địa kia bởi vì thỉnh thoảng có chiến đấu kinh thiên động địa xuất hiện ở một góc vũ trụ nào đó hầu ca nhìn về phía bầu trời nói đợi lão tôn thành thánh sẽ đi tìm lão tổ nếu hắn bị vây trong tuyệt cảnh dù thế nào lão tôn cũng phải cứu hắn ra lăng hàn gật đầu hầu ca ta đi cùng ngươi hầu ca cười to tốt nếu như đổi một người khác nói như thế hầu ca nhất định sẽ coi là trò cười không phải sao ngay cả tổ vương đều có thể bị nhốt hắn dù thành thánh đi vào tuyệt địa vẫn là cửu tử nhất sinh lăng hàn hiện tại chỉ là trúc thiên cơ nho nhỏ căn bản không tính là cái gì nhưng hầu ca tin tưởng tiềm lực của lăng hàn tu ra hai khối tiên đạo cơ thạch, đây là việc kinh người cỡ nào. Có thể nói vạn cổ tuyệt hậu, Lăng Hàn dùng một ít chuyện lý thú chia sẻ với Hầu Ca, bao quát hắn phá ghi chép lực bộc phát trong cấp bậc trúc thiên cơ. Hầu Ca cười to, nhị đệ, người đúng là lợi hại, mặc dù lão tôn năm đó cũng có thể lên bảng, nhưng khoảng cách đánh vỡ ghi chép mạnh nhất vẫn kém một chút. Ha ha, không hổ là huynh đệ của lão tôn, Hầu Ca, lần này ta tới xem thử có thể giúp người thoát khốn hay không. Lăng Hàn nói, mặc dù hầu ca chỉ vừa bước vào tứ cực cảnh về sau thành tôn giả sẽ tự thoát khốn nhưng hầu ca cũng đã nói có khả năng cần mấy năm thậm chí mười mấy năm hoặc trên trăm năm dù sao hắn chưa bao giờ đạp lên cấp độ này tất cả đều là suy đoán của hắn vạn nhất thì sao hơn nữa bị chấn áp đột phá có thể giống đột phá bình thường hay sao sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn nữa lăng hàn đi tới dò xét trận pháp nhưng trận pháp chân áp hầu ca quá cao cấp hắn không nhìn ra đầu mối nào nhị đệ cảnh giới của ngươi không đủ cho dù thiên phú trận đạo cao hơn nữa cũng vô dụng. Hầu Ca lắc đầu, hắn nhìn một phương hướng nào đó trên bầu trời. Lão thất phu Thanh Long hoàng triều trấn áp lão Tôn hơn nghìn năm, chờ lão Tôn thoát khốn sẽ cầm gậy đánh chết ngươi. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng một chiêu này. Lăng Hàn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, còn chưa mở lời nói chuyện đâu, Hầu Ca đã động dung. Đây là, Đế binh, Hầu Ca hô to, sau đó lắc đầu, không đúng không đúng, uy thế Đế binh vượt xa thứ này một đạo khí thức quét qua cũng có thể làm lão tôn hóa thành cho bụi đây chỉ là mẫu kim tạo thành đế binh tương lai không hổ là hầu ca ánh mắt sắc bén hầu ca thứ này có thể giúp ngươi không lang hàn hỏi hẳn là có hy vọng hầu ca cảm thấy kích động hắn cực kỳ hưng phấn nếu như có thể hắn nguyện ý bị nhốt nhị đệ sử dụng thần thông lão tôn quán chú vào bên trong đế binh người đến điều khiển oanh kích vào ngọn núi phía trên lão tôn hầu ca nói tốt lang hàn gật đầu Chương 4188, Hầu ca thoát khốn. Hầu ca hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một tia kim quang, sau đó kim quang hóa thành một con hầu tử nhỏ và bay vào trong hỗn độn cực lôi tháp. Đột nhiên Lăng Hàn nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nói: "Hầu ca, bên trong tháp này có thiên đạo hỏa, lửa này có thể thiêu chết tôn giả, hắn cũng không muốn hãm hại hầu ca." "A," à, Hầu ca vội vàng dừng lại, tiểu hầu tử quay trở lại cơ thể hầu ca. "Thật chứ?" Hầu ca hỏi, Lăng Hàn gật đầu thời điểm luyện chế hỗn độn cực lôi tháp ta đi vào vùng đất có thiên đạo hỏa đúng không có thiên đạo hỏa thì không thể tạo hình mẫu kim hầu ca gật đầu sau khi ta luyện thành đế binh còn lợi dụng không gian bên trong đế binh thu một chút thiên đạo hỏa nhưng thiên đạo hỏa bị thu hồi sẽ giảm uy lực chỉ có thể đốt chết tôn giả lang hàn lại nói lúc này khóe miệng hầu ca co giật một cái hắn chỉ là cấp giáo chủ hắn không có khả năng ngăn cản thiên đạo hỏa đã suy yếu có thiên đạo hỏa thì dễ làm nhị đệ ngươi đi lên đỉnh núi chúc thiên đạo hỏa xuống hầu ca nói lang hàn giật mình nói như vậy có làm ngươi bị thương không không sao thiên đạo hỏa có thể tùy tiện đốt trận pháp này hỏa diễm còn chưa đốt xong lão tôn đã thoát khốn hầu ca cao ngạo nói ra nhưng hắn lại nói nhưng vì vạn nhất bảo chúng tiểu nhân lui ra ngoài đi được lang hàn bắt đầu đi sơ tán bầy khỉ ra khỏi hầu cốc trong đó bao gồm mấy người nữ hoàng đại hắc cẩu sau đó hắn lẻ loi một mình quay về hầu cốc bay lên đỉnh núi. Hầu ca, ta sắp bắt đầu, bắt đầu đi, tâm niệm lang hàn vừa động, oanh, thiên đạo hỏa từ tầng 8 hỗn độn cực lôi tháp xuất hiện nó thiêu đốt đỉnh núi, sau đó lao xuống sườn núi. Hắn vội vàng mang theo hỗn độn cực lôi tháp bay đi, hầu ca xuất thế tất nhiên sinh ra dị tượng kinh thiên động địa. Oanh, thiên đạo hỏa lan ra chung quanh thật nhanh, hỏa diễm lan xuống dưới núi, không gì không thiêu cháy, không có gì không diệt. Đây chính là hỏa diễm có thể thiêu chết tôn giả, có thể làm thánh nhân dừng bước. Lăng Hàn cảm thấy lo lắng, vì sao hầu ca còn chưa xuất thế. Nếu thật bị thiên đạo hỏa đốt tới chân núi, việc này không dỡn được đâu. Hắn đi xuống chân núi quan sát, vạn nhất hầu ca không tới, hắn sẽ thu thiên đạo hỏa trở về. Đương nhiên không có khả năng thu sạch nhưng chỉ lấy đi hỏa diễm chung quanh hầu ca thì không có vấn đề gì. Không chờ Lăng Hàn xuất động, ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngọn núi lớn phía dưới nổ tung, một tia sáng giống như thân thể lao ra ngoài. Lão tôn ta thoát khốn chỉ trong nháy mắt, tia sáng hóa thành một con khỉ. Bộ lông toàn thân con khỉ có màu vàng óng, thân cao hơn một trượng, hỏa nhãn kim tinh tỏa ra hung uy bao quát bốn phương, dường như không đặt thiên địa vào trong mắt. Chính là hầu ca, lăng hàn cảm thấy cay mắt, bởi vì thân thể hầu ca trần trụi, còn may thân hắn mọc đầy lông, bằng không lang hàn sẽ sinh ra bóng ma tâm lý. Đến, hầu ca quát một tiếng, hưu hưu hưu, vô số đạo kim quang bay về phía hắn, ba ba ba, không ngừng dán lên người và hóa thành một bộ khôi giáp màu vàng óng ánh. Sau đó hắn đưa tay vào trong lỗ tai, ngay sau đó hắn cầm một cây kim châm ra ngoài. A, à, hầu cao uy vô bá đạo lại dùng vũ khí là kim châm. Nhìn thấy chuyện này, có thể sẽ làm người ta ngã xuống đất. Biến, hầu ca quát một tiếng, kim châm không ngừng phóng đại và hóa thành một cây gậy, cây gậy có màu vàng, còn có từng đám hoa văn tỏa ra khí tức bá đạo. Thì ra có thể phóng to thu nhỏ vật liệu có thể biến lớn thu nhỏ cũng phải có cấp bậc tiểu thừa cảnh nhưng hầu ca chính là cường giả cấp giáo chủ có được bảo côn như vậy cũng bình thường thứ này dùng thánh tài tạo thành giống như như ý kim cô bổng của lão tổ hầu ca giải thích hắn đứng ngạo nghễ giữa thiên địa thân là cấp giáo chủ đương nhiên hắn không cần ngự khí vẫn có thể đứng giữa bầu trời lăng hàn cười to nói chúc mừng hầu ca hầu ca gật gật đầu may mà nhị đệ phúc vận nghịch thiên chẳng những có mẫu kim còn đúc thành đế binh thu lấy thiên đạo hỏa nếu không lão tôn vẫn phải ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Đến, xuống dưới nói chuyện, hai người đáp xuống đất, nhưng hầu cốc đã bị hủy triệt để, nhưng hầu ca đã thoát khốn, hiện tại hắn có thực lực mạnh nhất thiên hải tinh, có nơi nào không thể đi. Tụ hợp với mọi người và đám hầu tử, hầu ca phát động đại pháp lực mang theo đám người bọn họ đi tới một khu vực động thiên phúc địa, trước tiên giàn xếp đám hầu tử, sau đó đám hầu tử mang rượu ngon tự sản xuất ra và bắt đầu chúc mừng. Lăng Hàn thả lỏng tâm thần, cũng không nghĩ cái gì, Mỗi ngày chỉ uống rượu ngon với hầu ca. Bảy ngày sau đó yến hội mới kết thúc. Nhị đệ, người có cảm thấy kỳ quái hay không? Vì cái gì yêu hầu quyền còn không bằng chiến thần tam thức? Hầu ca chủ động nói đến chuyện này. Lăng Hàn trước kia không nói là không muốn hầu ca cho rằng hắn mang ân uy hiếp. Mặc dù hầu ca cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi nhưng hắn vẫn không muốn giữa hai người có hiểu lầm nhỏ nào. Nhưng mà hầu ca chủ động nói, Lăng Hàn gật đầu. Yêu hầu quyền là do tổ vương sáng tạo theo đạo lý không phải mạnh nhất đương thời nó cũng phải đứng thứ nhất mới đúng hầu ca cười một tiếng nói chiến thần tam thức chính là kỹ pháp do chiến thần cung lưu lại chiến thần cung là một thánh địa chỉ là kỹ pháp thánh cấp làm sao có thể so sánh với đế cấp huống hồ chiến thần tam thức cũng không phải tuyệt học mạnh nhất của chiến thần cung cảnh giới của ngươi hiện tại quá yếu cho nên không phân biệt rõ ràng lăng hàn hiếu kỳ nói vì sao bởi vì trước kia ta truyền yêu hầu quyền cho ngươi chỉ thích hợp cho phàm cảnh tu luyện hiện tại ngươi bước vào tiên đồ, cho nên có khác biệt. Hầu ca cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Lăng Hàn kinh ngạc, quyền thuật áp dụng phàm cảnh nhưng lúc tiên đồ vẫn có lực bộc phát mạnh như vậy, chỉ yếu hơn chiến thần tam thức một chút mà thôi, yêu hầu quyền cấp bậc tiên đồ sẽ mạnh cỡ nào. Đến, lão tôn truyền cho ngươi, Lăng Hàn bắt đầu theo hầu ca tu luyện yêu hầu quyền, đây là quyền thuật của Thánh Hoàng, cũng không phải hầu ca chỉ điểm, hắn chỉ truyền một đạo ý niệm cho Lăng Hàn tự mình tu hành. Đây là tiên thuật đỉnh cấp của thế gian, chẳng những cần tự thân dạy dỗ, còn phải tự thân thể ngộ, người tư chất kém một chút, hao phí 100 năm một ngàn năm cũng khó học được. Cho dù ngộ tính nghịch thiên như Lăng Hàn cũng không có khả năng nắm giữ trong thời gian ngắn. Dòng dã một tháng trôi qua, hắn mới nắm giữ một chút da lông của yêu hầu quyền, hắn còn kém xa mới đạt tới cấp độ nắm giữ hạch tâm. Lăng Hàn dự định về đế đô, hầu ca cũng có phần hào hứng, hắn quyết định theo Lăng Hàn đi đế đô thăm tên tiểu bối Trần Phong Viêm, sau đó hắn sẽ rời khỏi khai thiên hải tinh, thẳng đến khi trở thành tôn giả lại đi thanh long hoàng triều. Ân, không biết lần này Trần Phong Viêm có gọi mình là thúc thúc hay không? chương 4189, thời gian thất. Chỉ mấy giờ sau, Lăng Hàn đã trở về đế đô. Hầu ca tùy ý rời đi, Lăng Hàn lại có chủ ý của mình. Trong một tháng này hắn vẫn khổ tu yêu hầu quyền, hoàn toàn nhập tâm đến mức mất ăn mất ngủ, mỗi ngày nghỉ ngơi không cao hơn một giờ, thực sự cần cho đầu óc nghỉ ngơi một tí. Trong trạng thái như vậy, đương nhiên hắn không có thời gian lại nghĩ leo lên tinh võng mỗi lần lên tinh võng hắn lập tức nhận được một đống tin tức xin hảo hữu đạo hữu có chuyện quan trọng thương lượng người trẻ tuổi lão phu là cửu phong thánh địa huynh đệ liên lạc một tí phần lớn tin thông báo đều có ghi chép phụ lăng hàn chỉ xem vài cái liền không xem tiếp lần này hắn đăng nhập không phải đánh bài danh hay là kiếm tiền hắn nghe hầu ca nói tinh võng còn có công năng khác gọi là thời gian thất trong thời gian thất thời gian trôi qua nhanh hơn trạng thái bình thường rất nhiều, cùng loại với luân hồi thụ, chỉ nhằm vào linh hồn. Nhưng mà thời gian thất thu phí rất cao, phi thường cao. Cho dù gia tốc gấp đôi thời gian một ngày cũng thu 100 tinh tế tệ, gấp 3 thu 500, gấp 10 thu 1 vạn, gấp trăm lần thu 500 vạn. Mặc dù lăng hàn kiếm lời chút tiền nhưng nhiều lắm cũng là có thể lựa chọn tu luyện gấp 2 trong vài ngày. Nhưng hầu ca lại tài đại khí thô, hắn lựa chọn cho lăng hàn thời gian thất tốt nhất, bởi vì hắn có tiền. Năm đó hắn là đại năng cấp giáo chủ, loại tồn tại này đặt ở nơi nào trong tinh không cũng là cường giả, năng lực kiếm tiền rất cao. Thứ như tinh tế tệ này, dù là hầu ca năm đó bị bắt, bị trấn áp cũng không có khả năng bị thanh long hoàng chiều cướp đi. Sau khi làm hảo hữu với hầu ca, một tin tức chuyển khoản truyền tới. Người thu nhập 100 triệu tinh tế tệ, trời ơi, lang hàn nhe răng, quả nhiên hầu ca có tiền, được rồi, hắn hiện tại cần gấp số lượng tinh tế tệ cực lớn, về sau trả lại cũng không muộn. Hắn muốn một gian thời gian thất gia tốc gấp trăm lần, bảo bình đài tự động trừ tiền, thẳng đến khi hắn rời đi hay trừ sạch tinh tế tệ mới thôi. Bên trong thời gian thất, Lăng Hàn tiếp tục tu luyện yêu hầu quyền, hắn cần luyện tập thời gian dài, trong hoàn cảnh bình thường, 100, một 1000 một năm mới nắm giữ hạch tâm cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Lăng Hàn không thể chờ lâu như vậy, hắn muốn mau chóng nắm giữ bộ quyền pháp này. May mắn có hầu ca, Lăng Hàn tiến vào thời gian thất và bắt đầu luyện quyền đây chính là thời gian gia tốc gấp trăm lần một năm trôi qua thật nhanh sau đó lại là một năm tạo nghệ yêu hầu quyền của hắn càng ngày càng sâu vì cái gì hiện tại mới bắt đầu vào thời gian thất tu luyện không có biện pháp trước đó hắn không nắm giữ gia lông hắn nhất định phải được hầu ca nắm tay chỉ điểm hiện tại hắn nắm giữ sơ bộ có thể tự mình luyện tập ba năm 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 thời gian cực nhanh lăng hàn hiện tại là linh hồn có thể đặt tất cả tinh lực vào luyện quyền hắn còn muốn luyện thêm nhưng bị ép rời khỏi thời gian thất đã trừ hết 100 triệu tinh tế tệ. Nhanh như vậy, Lang Hàn nghĩ lại, 100 triệu tinh tế tệ cũng chỉ có thể để giúp hắn tu hành trong hiện thực 20 ngày, bởi vì gia tốc gấp trăm lần cũng là 2.000 ngày, hơn 5 năm một chút. Tiền, không đủ dùng, thường ra quá đen, thu phí cao như vậy, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn nắm giữ một thức yêu hầu quyền. Chỉ có một thức trong 9 thức yêu hầu quyền, thức thứ nhất cũng cực kỳ đơn giản. 5 năm mới nắm giữ một thức, hơn nữa còn là thức đơn giản nhất. Lăng Hàn thở dài, đây chính là đế quyền, đi, đi thử uy lực của yêu hầu quyền mới. Lăng Hàn đi lực quán, sau đó trở lại nơi kiểm tra khí lực. A, à, tinh không đệ nhất nhân lại tới, chỉ mới 2 tháng, cấp bậc bài danh của hắn cao hơn 110 triệu. Thật kỳ quái, với thực lực của hắn, cho dù trong chút cực cơ cũng có thể đứng trước 200, tại sao không đánh đẳng cấp chiến chứ? Có người phát hiện Lăng Hàn, bọn họ bắt đầu phát tin tức, gọi bằng hữu đến. Mà bằng hữu gọi bằng hữu, càng ngày càng nhiều người chạy tới. Lăng Hàn không nhận tin tức, cho nên những đại giáo hào môn chỉ có thể tự mình chạy tới mời chào. Xeo, 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 từng người từng người đại nhân vật xuất hiện, đều là cấp bậc chân ngã cảnh, thậm chí còn có hóa linh chân quân. Lăng Hàn không để ý đến bất luận kẻ nào, mà là vận chuyển yêu hầu quyền, cuốn năng lượng hủy diệt, sau đó đánh vào đo khí lực. Oanh, trên người hắn tỏa ra kim quang, giống như dung hợp với một con yêu hầu và tỏa ra khí tức làm người ta run sợ. Đây, đây là đế thuật, chỉ có đế thuật mới có uy thế như vậy. Trời ơi, đây là truyền nhân một đế tộc. Được rồi, tất cả mọi người trở về đi, người ta là truyền nhân đế tộc, làm sao có thể bị mời chào. Có đại năng đang âm thầm quan sát, nhìn thấy Lăng Hàn xuất quyền liền sợ hãi thán phục, không chỉ có một đại năng như vậy, bọn họ đều lên tiếng xác nhận. Đây là truyền nhân một đế tộc, cho dù là thánh địa cũng không có tư cách mời chào. Ầm, um, Lăng Hàn dùng một quyền đánh vào đo lực khí, lúc này con số khủng bố xuất hiện. 34.6.926, trời ạ, à, hắn phá chính ghi chép của mình, Lăng Hàn phá vỡ ghi chép lực quyền cực hạn tương đương với phá ghi chép lực bộc phát. Tất cả mọi người cả kinh, lần này cũng không phải tăng lên một ít, mà là phá ghi chép hơn 3 vạn. Người thật biến thái, Lăng Hàn lại thở dài, đế thuật còn mạnh hơn thánh nhân thuật không ít, nhưng cảnh giới của hắn quá thấp, cho nên uy lực giữa đế thuật và thánh nhân thuật không có bao nhiêu khác biệt. Đây là chiến lược cực hạn của hắn trừ phi hắn còn có thể nắm giữ tám thức khác trong yêu hầu quyền. Lăng Hàn đã xếp hàng đẳng cấp chiến, chuyện này cần một ít thời gian, bởi vậy hắn liên hệ với đám người lâm lạc trước. Gần 2 tháng qua đi, đám người lâm lạc cũng bộc lộ tài năng trong tinh võng, đẳng cấp tăng lên rất nhanh, trước mắt phân biệt xếp hạng hơn 80 triệu, Lăng Hàn chỉ đạt tới hơn 111 triệu, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Sau khi giao lưu với đám người lâm lạc một phen, Lăng Hàn cũng xếp hàng xong, hắn bắt đầu tiến hành đẳng cấp chiến. Trận chiến kết thúc rất nhanh. Lăng hàn vừa rời khỏi sân thi đấu. Hắn đã nhận được một thông báo xin hảo hữu mà người phát ra là thủy nhất, thủy nhất thiên tài thần bí nhất sáng tạo ra ghi chép lực cực điểm. hiện tại lực quán còn nhiều sáng tạo ghi chép của hắn. Lăng hàn nghĩ nghĩ và thông qua được thủy nhất xin hảo hữu chiến đối phương phát tới một chữ đơn giản trực tiếp được. Lăng hàn cũng trả lời một chữ chỉ là một hồi thủy nhất liền phát ra số lôi đài. Lăng hàn vừa nhìn Lôi đài thiết định cảnh giới tuyệt đối, dạng lôi đài chiến này cả hai chẳng những sẽ kéo cùng cấp bậc với nhau, chính là tiểu cảnh giới cũng tương đương, có thể nói là đánh nhau cùng cấp. Không có điều kiện đánh cược, chỉ là thiết lập cho lăng Hàn tiến vào lôi đài. Nhưng mà lôi đài quy định đối tượng chiến đấu nhưng cũng không có hạn chế với khán giả, người người đều có thể tiến vào xem cuộc chiến. Sóng gió nổi lên, mọi người mau tới, thủy nhất muốn đánh lôi đài với tinh không đệ nhất nhân. Chương 4190, trận chiến mở màn với thủy nhất thủy nhất chiến tinh không đệ nhất nhân. Đây là tin tức chấn động không gì sánh kịp, hai người này đều là người sáng tạo ra ghi chép lực cực điểm, trước sau tranh lệch nhau hơn một năm. Cùng một thời đại lại xuất hiện hai thiên tài như vậy. Lăng Hàn đánh vỡ ghi chép lực bộc phát do Thủy Nhất sáng tạo ra hơn một tháng trước, khi đó cũng có người đoán ra, nếu như Thủy Nhất đánh nhau cùng cấp với Lăng Hàn, ai thắng ai thua. Có thật nhiều người cũng phát bài viết trên diễn đàn, giật dây Thủy Nhất khiêu chiến Lăng Hàn, hay là Lăng Hàn khiêu chiến Thủy Nhất. Nhưng Thủy Nhất từ đầu tới cuối vẫn duy trì trầm mặc. Lăng Hàn cũng hơn một tháng không tiến vào tinh võng, người qua đường cũng chỉ có thể lãng phí hưng phấn mà thôi. Hiện tại Thủy Nhất đã xuất thủ, hắn khiêu chiến Lăng Hàn. Lăng Hàn có thể đáp ứng hay không? Rất nhiều người đã đi tới trước lôi đài chờ Lăng Hàn xuất hiện. Nhưng Lăng Hàn vẫn chậm chạp không hiện thân, không dám chiến sao. Đúng vậy, tin tức đã sớm truyền ra, nhưng tinh không đệ nhất nhân vẫn chưa từng xuất hiện, khẳng định là e sợ chiến. Móa, còn cái gì tinh không đệ nhất nhân, thật sự là dám thổi ra châu. Không dám đánh nhau cùng cấp, còn nói cái gì tinh không đệ nhất nhân. Tất cả mọi người xem thường và khinh thường, đang nói chuyện náo nhiệt, bọn họ bị ép lui ra khỏi lôi đài. A, à, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ phát hiện, Thủy Nhất đã hủy bỏ lôi đài. Thủy Nhất tức giận bỏ đi, không có, mau nhìn, Tinh không đệ nhất nhân mở lôi đài khác khiêu chiến Thủy Nhất. Thủy Nhất đã tiến vào, nhanh, chúng ta cũng đi. A, à, đi vào xem cuộc chiến phải thu phí. Ngoá, thế mà muốn một ngàn cái tinh tế tệ. Hố cha, đoạt tiền, tất cả mọi người hô to gọi nhỏ, lại thu phí. Vừa rồi Thủy Nhất mở lôi nhưng không có thu phí đấy. Bọn họ sinh ra một suy đoán, chẳng lẽ Lăng Hàn trước đó không có ứng chiến, không phải hắn sợ chiến, mà là hắn muốn thu tiền sao? Tên này thật tham tiền, trong mắt người chỉ có tiền. Hai lực cực điểm trong lịch sử đấu nhau, đây là chuyện trang nghiêm thần thánh cỡ nào, người còn dám thu phí thua tiền, không có biện pháp, không ai muốn bỏ qua chiến đấu như vậy, cho dù có người ghi hình nhưng phần lớn người vẫn muốn xem tận mắt. Không phải chỉ một ngàn tinh tế tệ sao, chả, tất cả mọi người đều muốn xem tận mắt, bọn họ lựa chọn cho tinh võng trừ đi một ngàn tinh tế tệ, sau đó tiến vào lôi đài xem cuộc chiến. Một ngàn tinh tế tệ xem một trận chiến đấu là vô cùng đắt đỏ, nhưng song phương đối chiến chính là hai người lực cực điểm mạnh nhất từ trước tới nay, ai nguyện ý bỏ lỡ cuộc chiến như vậy. Trong tinh võng không thiếu đệ tử chân truyền của các đại giáo và truyền nhân trọng yếu của các hào môn, bọn họ cắn răng, một ngàn tinh tế tệ cũng không phải không chịu đựng nổi. Đương nhiên Lăng Hàn khẳng định bọn họ cũng hận tới mức nghiến răng, người này quá tham tiền. Lăng Hàn không thèm quan tâm, xem quyết đấu có một không hai như vậy, nếu hắn không thu ít tiền thì làm sao xứng đáng chính mình. Hiện tại hắn rất nghèo, người thu được 999 tinh tế tệ, người thu được 999 tinh tế tệ. Ngươi, Lăng Hàn không ngừng thu được tinh võng nhắc nhở, ví tiền đang tăng lên nhanh chóng. Còn chưa bắt đầu, đối diện với hắn, Thủy Nhất lộ ra vẻ mặt bất mãn. Dù sao ngươi cũng phá ghi chép phản cổ, nhưng bây giờ lại vì lợi ít tiền mà kéo mình vào lôi đài của hắn. Đây là quyết đấu thần thánh, tại sao lại có mùi tiền? Ngươi không biết xấu hổ là chuyện của ngươi, ta cũng cần mặt mũi đấy. Chờ một chút, chờ một chút, Lăng Hàn khoát tay áo, hắn nghe âm thanh tinh võng nhắc nhở, nội tâm vô cùng đắc ý, chờ tinh tế tệ tăng thêm một ít, Thủy Nhất không kiên nhẫn, hắn hét lớn một tiếng, sau đó tấn công Lăng Hàn. Hắn không cho phép kẻ tham tiền như thế cùng tồn tại với mình. dáng người Thủy Nhất cao lớn, cực kỳ cường tráng, hắn giống như hóa thân thành viễn cổ cự nhân, cho dù là tinh thần thể, hai cánh tay của hắn cũng có hư ảnh Long Phượng quấn quanh. Tiên thiên thần thể, Long Phượng vô cực thánh thể, tất cả mọi người kinh hô, Thủy Nhất là tiên thiên thần thể, việc này không phải bí mật gì nhưng phần lớn mọi người đều không có cơ hội nhìn thấy thủy nhất thi triển chỉ nghe nói tới mà thôi bây giờ được thấy một lần quả nhiên là thế thánh thể là gì chỉ có tiên thiên thần thể nhất lưu mới có tư cách xưng là thánh thể bản thân nó đại biểu cho sự cường đại oanh thủy nhất xuất quyền hai đạo lực quyền oanh kích phân biệt hóa thành một rồng một phượng giảo sát lăng hàn lăng hàn không sợ hắn phát động chiến thần tam thức hắn nghênh đón công kích của thủy nhất chiến thần tam thức là đại chiêu giúp hắn đánh phá ghi chép vạn cổ uy lực vô cùng kinh người, lực lượng cực hạn còn trên cả thủy nhất. Oanh, 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 hai người đấu nhau, bọn họ đều là người phá vỡ ghi chép lực cực điểm, đều là người có lực lượng kinh người, chẳng những là trúc thiên cơ cực hạn, hơn nữa còn mạnh nhất vạn cổ. Công kích cuồng bạo, toàn bộ sân thi đấu cũng rung động theo, có vô số mảnh vỡ ký hiệu lấp lánh. Thật là đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, mặc dù ta là trúc cực cơ, ta tin tưởng, ta sẽ tan xác trước một chiêu của bọn họ hai tên quái vật, lực lượng trúc thiên cơ đã mạnh như vậy, rốt cuộc làm sao tu luyện thành. Thần chí tất cả mọi người như lâm vào hỗn độn, không kềm chế được. Lăng Hàn lại phát hiện, cho dù tinh võng là nơi do đại đế xây dựng nhưng vẫn có điểm không đủ. Nếu như hắn thi triển chiến thần tam thức trong hiện thực, ba thức xuất hiện, thân thể của hắn sẽ bị lực lượng thiên địa rót đầy và không thể vận dụng liên tục, nếu không hắn khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Nhưng bây giờ hắn là tinh thần thể thuần túy, hoàn toàn không cần lo lắng thân thể phụ tải, hắn có thể liên tục phát động chiến thần tam thức mà không có chút tác dụng phụ nào. Còn nữa, hắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề hao hết bí lực, cũng có thể thỏa thích thi triển đại chiêu. Cho nên, Lăng Hàn cho rằng chiến đấu trong tinh võng, cường giả thực sự cường đại, nhưng tranh lệch trong bài danh top 10 và top 100, nếu đặt trong chiến đấu hiện thực, nói không chừng bài danh còn thấp hơn người bị đánh bại. Cân nhắc đến các loại vấn đề thực tế ảnh hưởng đến thực lực võ giả, thậm chí ảnh hưởng này là rất lớn. Còn nữa, Tất cả mọi người không cần lo lắng vấn đề bí lực hao hết, nhưng trong thế giới hiện thực, chỉ sợ chỉ có Lăng Hàn không cần lo lắng điểm này, bởi vậy vấn đề này bị chiến đấu tinh võng che lấp. Còn có pháp khí, Lăng Hàn có đế binh tương lai nhưng trong tinh võng không mô phỏng ra pháp khí. Đương nhiên, trong sân thi đấu cũng có thể lựa chọn sử dụng binh khí chiến đấu, nhưng chỉ có thuộc tính nguyên thủy, sẽ không kèm hiệu quả ngoài danh ngạch. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, tinh võng có thể liên kết tất cả người trong vũ trụ, điểm này đã vô cùng kinh người tuyệt đối không có khả năng hoàn mỹ không thể chê vào đâu được. Dù là như thế cũng không thể che giấu được sự cường đại của Thủy Nhất. Quá cường đại, quyền pháp của hắn như mưa to gió lớn, tinh võng diễn hóa tiên thiên thần thể của hắn quá hoàn mỹ, hai đại thần thú Long Phượng đều phóng thích ra uy năng cường đại, giống như hắn không phải một người chiến đấu, còn có tiên Long, tiên Phượng liên thủ với hắn. Không hổ là người đánh vỡ ghi chép lực cực điểm, chương 4191, ngang tay, Thủy Nhất quá mức cường đại, hơn nữa tại nơi này hắn không cần lo lắng vấn đề phụ tải thân thể có thể dùng bất cứ tuyệt chiêu đại chiêu nào hơn nữa còn có thể sử dụng liên tục ví dụ như tiên thiên thần thể của hắn theo lý hắn không thể vận dụng liên tục ở nơi này lại biến thành có khả năng đương nhiên cũng vì lăng hàn quá mạnh nếu không đổi một đối thủ khác thủy nhất vừa sử dụng đại chiêu liền giải quyết đối thủ cần gì phải chiến đấu lâu như vậy hai người kịch chiến khó phân thắng bại lăng hàn lần đầu tiên gặp đối thủ cường đại như thế hắn đánh nhau cùng cấp luôn là đánh thắng dễ dàng, nhưng Thủy Nhất lại có thể hoàn toàn chống đỡ thế công của hắn. Đúng vậy, lực bộc phát của hắn mạnh hơn một chút, nhưng nếu như không sử dụng yêu hầu quyền, ưu thế của hắn cũng không phải rất rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là, Thủy Nhất cũng không phải máy đo lực, sẽ không mặc hắn oanh kích. Lực lượng chính là thành phần trọng yếu nhất trong chiến lực, nhưng tuyệt đối không phải lực lượng mạnh thì nhất định sẽ thắng, trừ khi đạt đến trình độ nghiền ép. Chiến đấu ở nơi này là so đấu lực lượng cá thể nếu như khai chiến ở bên ngoài, Lăng Hàn có thể sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, hắn không tin còn có chút cơ thứ hai có được đế binh. Đối với Lăng Hàn mà nói, đối thủ như vậy cũng giúp hắn gia tăng chiến ý lên mức tận cùng. Hoàn toàn dựa vào thực lực của mình đánh thắng đối thủ như vậy mới gọi là thắng lợi. Hắn vận chuyển yêu hầu quyền, lúc này hắn hòa cùng một thể với hư ảnh đại yêu hầu, khí thế của hắn tăng lên rất nhiều. Đây là đế thuật, bằng vào khí thế đã ép 99% trúc cơ không thể chịu nổi, càng không có tư cách đối kháng với hắn. Nhưng Thủy Nhất hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Lăng Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ Thủy Nhất tu ra tiên đạo cơ thạch, cũng tới từ viễn cổ tiên môn như mình. Nếu không, tinh thần thể không thể dựa vào bất cứ pháp khí nào thì làm sao chống được uy áp đế thuật. Hắn nhớ kỹ thời điểm ở tiên môn, lúc đó hắn nhìn thấy bóng người chính là Thủy Nhất hay sao? Nhưng nếu như người đó là Thủy Nhất, thời gian không khớp. Trừ phi, có một người khác tới viễn cổ tiên môn, thế giới này là thế nào, Yêu nghiệt như Lăng Hàn và Thủy Nhất cần thời gian mấy thời đại mới xuất hiện một người, nhưng bây giờ tốt rồi, liên tục xuất hiện. Đừng quên còn có Phá Thiên và Vạn Đạo, thực lực và thiên phú hai người kia cũng không yếu hơn Thủy Nhất, tính cả thiên tài thần bí kia, số lượng siêu cấp yêu nghiệt nhiều tới 5 người. Lăng Hàn thu hồi suy nghĩ dư thừa, hắn tiếp tục đánh nhau với đối thủ mạnh nhất của mình. Hai người giống như khổng tước, đều tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, làm cho mỗi một khán giả đều nhìn không rời mắt, thậm chí quên cả hô hấp cũng may chính là bọn họ hiện tại là tinh thần thể không hô hấp cũng không ảnh hưởng gì ai sẽ thắng dường như ngang tay thật sự kinh người trừ thủy nhất vạn đạo và phá thiên gia lại xuất hiện một yêu nghiệt không gì sánh kịp chúng ta đang ở thời đại nào thiên tài như thế cần thời gian mấy thời đại mới dựng dục ra một người hiện tại tốt rồi đã xuất hiện bốn người tất cả mọi người đang cảm thán sinh ra trong thời đại này chính là bi ai của tất cả thiên tài hiện tại là trúc cơ về sau sẽ là chú đỉnh còn có sinh đan mấy người lăng hàn bước vào cảnh giới nào thiên tài cảnh giới đó sẽ tán loạn như gà bay chó chạy lăng hàn tin tưởng nếu mình liên tục sử dụng yêu hầu quyền cho dù chỉ là chiêu đầu tiên cũng có thể đánh bại thủy nhất nhưng hắn hiện tại có thể liên tục vận chuyển yêu hầu quyền nhưng trong thế giới hiện thực hắn cần một thời gian ngắn mới có thể sử dụng tiếp bí thuật cường đại tự nhiên có điều kiện thi triển rất hà khắc làm sao có thể sử dụng liên tục lăng hàn không muốn thắng lợi bằng phương pháp này hơn nữa một khi đánh bại thủy nhất về sau thiếu đi một mánh khóe hắn thu tiền thế nào ân không thể thắng nhưng cũng không thể thua lang hàn vẫn duy trì chiến lược không thay đổi vì sinh hoạt ngày sau tốt hơn hắn phải cố gắng nhiều hơn mới được ngang tay không phải phán quyết lang hàn thắng vì cái gì bởi vì cảnh giới thủy nhất cao hơn dù hiện tại hai người đều là trúc thiên cơ nhưng lang hàn vẫn chưa đạt tới trúc thiên cơ đỉnh phong hắn đang ở thế yếu trong tình thế xấu có thể đánh bất phân thắng bại cho nên hắn thắng thủy nhất bại, không công bằng, quá không công bằng, thủy nhất hoàn toàn không kém, là thiên vị, điều này làm cho rất nhiều người kháng nghị, bởi vì mọi người đã hết sức bất mãn với việc lăng hàn thu phí, tự nhiên sẽ bạo phát bất mãn của mình. Nhưng quy định này do tứ phương đại đế thiết lập, kháng nghị có ích lợi gì, linh hồn tinh võng không đặt vào mắt. Lăng hàn cũng hài lòng với kết quả như thế, cho dù làm rất nhiều người bất mãn, bất bình thay thủy nhất. Như vậy thời điểm hắn tái chiến thủy nhất sẽ có càng nhiều người tới xem cuộc chiến hắn xem một chút, chính mình đánh trận này đã hấp dẫn 73 vạn người xem cuộc chiến, mỗi người đều trả 1 ngàn tinh tế tệ, tổng cộng 700 triệu. Trời ơi, chỉ trong nháy mắt hắn đã còn nhiều hơn 100 triệu tinh tế tệ. Đáng tiếc, chiến đấu như vậy không thể cứ tiến hành mãi, cũng không hấp dẫn nhiều thế lực lớn, cũng không ai ngại mình nhiều tiền. Sau khi đánh xong ba ván đẳng cấp chiến, hắn rút lui ra khỏi tinh võng. Hiện tại hắn có tiền, vấn đề hắn nên dùng như thế nào? Nên làm thế nào bây giờ? Ha ha, có tiền và không có tiền cũng không khác biệt quá lớn. Nhưng thật đói, Lăng Hàn lập tức cảm thấy đói bụng cồn cao, võ giả bước vào tiên đồ chỉ cần hấp thu lực lượng thiên địa là đủ, như vậy sẽ không chết, nhưng không cách nào tiêu trừ cảm giác đói bụng. Lúc trước hắn ở trong tinh võng liên tục 20 ngày, nhục thân từ đầu đến cuối không ăn cái gì, hắn khẳng định đói quá mức. Hắn phải ăn cái gì đó, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, hổ nữ đã nhảy tới, biết được hắn muốn đi ăn thì đi cùng. a à, người đột phá trúc cơ rồi. Lăng Hàn kinh ngạc, đúng vậy, số Lăng Hàn, thời điểm người ta đột phá trúc cơ thì người không ở bên cạnh. Hổ nữ bất mãn, hắc hắc, cầu ra cũng đột phá, đại hắc cầu xuất hiện, nó tỏa ra khí thế trúc cơ. Lăng Hàn cảm khái, bởi vì có người toàn lực ủng hộ sẽ khác hơn hắn tự mình phấn đấu. Trước đó hắn cố gắng rất nhiều, lại nhiều lần được kỳ ngộ, dù như vậy cũng mất dùng thời gian rất lâu mới bước vào trúc cơ, nào có nhẹ nhõm như đám người hổ nữ nhưng mỗi cảnh giới của hắn đều tu đến cực hạn tự nhiên cũng cần nhiều thời gian hơn lăng hàn lăng hàn giọng nói của hiên viên định quốc từ xa vọng tới lăng hàn thở dài ra hỏa này vẫn luôn vội vàng như vậy sao rất nhanh hắn nhìn thấy hiên viên định quốc đi vào cửa thở phì phò dáng vẻ như trời sụp xuống thế nào phụ thân ngươi muốn bức ngươi cưới người quái dị nào sao lăng hàn cười nói ngươi còn có tâm tình cười xảy ra chuyện lớn hiên viên định quốc thở hổn hển hai lần sau đó hét lớn nói với Lăng Hàn. Xảy ra đại sự gì? Lăng Hàn không cho rằng đây là chuyện to tát, hiện tại hầu ca trở về, người ta chính là hậu đại đại đế chân chính, chiến lực tuyệt đối số một số hai trong cấp giáo chủ. Có hầu ca tỏa chấn, sợ ai đến, người thanh long hoàng triều đến, hiên viên định quốc nói, ách, à, đây thật sự là đại sự, chương 4192, người thanh long hoàng triều tới. Thanh long hoàng triều chính là chủ nhân cũ của thiên hải tinh, Năm đó hoàng triều này lo lắng vương triều Trần gia quật khởi, uy hiếp địa vị chính thống của bọn họ, tùy tiện an bài cho Trần gia tội danh đại nghịch bất đạo, phái đại quân đến đây vây quét, đưa đến vương triều Trần gia hủy diệt, ngàn vạn sinh linh bị tàn sát thảm khốc, về sau xem thiên hải tinh như lồng giam, dùng để giam cầm những người không thể tùy tiện giết. Trước đó Huyền Bắc quốc quật khởi, lao tù cũng mở ra, Thanh Long hoàng triều không có chút phản ứng, thẳng đến lúc này mới phái người tới. Đúng là tới chậm, trước kia Lăng Hàn cũng không biết nguyên nhân nhưng bây giờ hắn kết nối với tinh võng, có thể nói trong tinh không phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều có thể biết được trước tiên. Thanh Long Hoàng Triều trong khoảng thời gian này ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vì bọn họ bị ảnh nguyệt Hoàng Triều xâm lấn, cũng bị công phá rất nhiều tinh thể, những tinh cầu tư nguyên màu mỡ bị chiếm, so sánh với nhau, ngục giam như thiên hải tinh có thể đặt trong lòng bọn họ sao. Còn cần phái người tới, thẳng đến trước đây không lâu, tin tức thánh nhân truyền thừa quá mức rầm rộ cho nên Thanh Long Hoàng Triều mới nghe thấy rốt cục cũng phái sứ giả tới. a, à, tên sứ giả kia nói thế nào? Lăng Hàn hỏi, hiên viên định quốc lắc đầu, ta làm sao biết được, bệ hạ ra mặt sao? Lăng Hàn lại hỏi, tạm thời còn không có, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đều đi tiếp đáy, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ kinh động bệ hạ. Hiên viên định quốc phỏng đoán, Lăng Hàn gật gật đầu, sứ giả của Thanh Long Hoàng Triều, chuyện trọng đại như vậy không có khả năng không kinh động Trần Phong Viêm. Mặc dù bây giờ Thanh Long Hoàng Triều bị ngoại địch xâm lấn, Khẳng định sẽ sứt đầu mẻ chán, người không đủ dùng nghiêm trọng, nhưng nếu chịu khó điều một cường giả cấp giáo chủ đến, như vậy cũng đủ để quét ngang thiên hải tinh đương nhiên không tính hầu ca trong đó. Bốn đại tông môn biểu thị cái gì? Lam Hàn gõ bàn một cái nói, bọn họ có thể có biểu thị gì? hiền viên định quốc suy một tiếng, nói, bọn họ lưu lại nơi này chính là vì thánh nhân truyền thừa. Hiện tại chứng minh cái gọi là thánh nhân truyền thừa chỉ là gạt người, bọn họ tùy thời có thể lên đường. Sở dĩ còn không có lập tức đi là bởi vì bọn họ chiếm cứ một ít động thiên phúc địa, có thể hái được tiên dược cao dai, lúc này mới ở lại một ngày thì biết một ngày. Lăng Hàn bật cười, người cũng nhìn rất thấu triệt, cũng đúng, hiên viên định quốc có chút kiêu ngạo nho nhỏ. Lăng Hàn suy nghĩ, nói, bệ hạ nhất định sẽ ra mặt, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Quả nhiên, chỉ một ngày sau đó, Trần Phong Viêm cũng lộ diện, tiếp kiến sứ giả thượng quốc. Hầu ca cũng trở về, nói sẽ rời khỏi thiên hải tinh, hắn muốn đột phá tứ cực cảnh, Trước mắt muốn đột phá trong hoàn cảnh thiên hải tinh sẽ cần thời gian rất lâu, hắn cần phải đi tinh cầu lớn. Hầu ca ngươi đã gặp Trần Phong Viêm chưa?" Lăng Hàn hỏi, Hầu ca gật đầu, tiểu tử kia trốn trong 18 tầng cấm chế dưới lòng đất, đúng là nhát như chuột, nhưng lão tôn một đường quét ngang, những cấm chế kia có ích gì? Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, Trần Phong Viêm bố trí cấm chế như vậy vì phòng ngừa đám người thái cổ chân quân đánh lén khi hắn đang bế quan, nhưng Hầu ca là cường giả thế nào? Cấp giáo chủ hơn nữa còn là hậu đại của tổ vương đại yêu tay cầm thánh binh tự nhiên xông phá dễ như trở bàn tay ai lăng hàn cũng mặc niệm thay trần phong viêm ai bảo hắn bày ra dáng vẻ sợ chết như vậy tiểu tử kia không có tiền đồ gì cả đã qua nhiều năm như vậy tu vi còn dậm chân tại chỗ lão tôn tức giận đánh hắn một trận hầu ca nói còn nữa lão tôn hỏi qua hắn hắn không chịu gọi nhị đệ ngươi một tiếng thúc thúc lão tôn lại tức giận đánh hắn một trận ách trần phong viêm không có chết hắn chịu đòn giỏi thật lão tôn đã nói với tiểu tử kia về sau mọi việc đều phải nghe lời ngươi hầu ca nói dưới bạo lực của hầu ca chỉ sợ trần phong viêm cũng không dám nói chứ không nhị đệ con đường võ đạo dài đằng đẵng cần kiên quyết tiến lên người quá nhi nữ tình trường chỉ sợ sẽ chậm chế tu hành hầu ca lại nói trong ánh mắt hắn lộ hung quang lão tôn thay ngươi giết những nữ tử kia trời ạ à, mạch suy nghĩ của ngươi đang nghĩ gì thế lang hàn vội vàng khoát tay hầu ca ngươi không nên vọng động Ta có trường mực, tuyệt đối không làm chế này tu hành võ đạo. Ngươi nhìn, ta còn không phải tu ra hai khối tiên đạo cơ thạch vô tiền khoáng hậu sao? Muốn tu ra hai khối tiên cơ, cần hai điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Thứ nhất, cần sinh linh trong nội thế giới duy trì, điểm này người cả vũ trụ không làm được. Thứ hai, tính ra thực sự có người có nội thế giới giống như Lăng Hàn, người đó còn cần đế binh chân áp, nếu không, không thể tạo ra tiên cơ thứ hai. Cho nên nói vô tiền khoáng hậu cũng không khoa trương. Hầu ca gật gật đầu, thôi được, nguy hiểm thật, Lăng Hàn thở ra một hơi, lần sau gặp lại nhị đệ, nếu như tiến cảnh tu vi nhị đệ ngươi không đạt tới cảnh giới lão tôn mong muốn, lão tôn quyết định chém Trần Duyên giúp ngươi. Hầu ca lại nói, sau đó hắn nhảy lên, xèo, hắn phá vỡ bầu trời và biến thành tia sáng bay đi. Áp, áp lực thật lớn, hầu ca ngươi cũng không nói lúc nào quay về, cũng chưa hề nói đến lúc đó ta phải đạt tới cảnh giới gì mới làm ngươi hài lòng, nội tâm Lăng Hàn cảm thấy không nắm chắc. Được rồi, liều mạng khổ tu đi. Lăng Hàn suy nghĩ, Trần Phong viêm sắp xuất quan, có phải hắn hầu ca sách ra đánh một trận nên dứt khoát chạy ra ngoài. Nếu không, hắn còn đang siêng năng bế quan. Lăng Hàn đang nghĩ ngợi, đột nhiên có cấm vệ quân tới, tuyên đạt thành ý, muốn Lăng Hàn lập tức tiến cung. Bên ngoài, Lăng Hàn tự nhiên là thần tử Trần Phong Viêm, không thể không nghe lệnh quân vương. Cho nên Lăng Hàn theo cấm vệ quân xuất phát đi tới Hoàng Cung. Hôm nay Hoàng Cung thật sự náo nhiệt, chẳng những các vị hoàng tử đều có mặt, còn có bốn đại soái, đây là đại sự, Hồng Thái Sư bởi vì chuyện Hồng Thiên Bộ nên sớm trốn ra khỏi đế đô, đi cửu linh tông. Lăng Hàn nhìn lướt qua, Trần Phong Viêm tự nhiên ngồi trên hoàng vị cao cao, nhưng ở dưới hắn có một tên nam tử áo xanh đang ngồi, còn đang thưởng thức trà, dáng vẻ ung dung rảnh rỗi. Đây nhất định là sứ giả thanh long hoàng triều, nếu không, hắn làm sao dám ngạo mãn như thế. Trước mặt hoàng đế, người người phải đứng trang nghiêm, đây chính là lăng hàn song kiêu trong đế đô sao. Sứ giả thanh long hoàng triều nhìn lăng hàn một chút, mở miệng hỏi. Chúng thần lộ ra vẻ tức giận, đây chính là hoàng cung, trần phong viêm còn chưa mở miệng, người có tư cách gì nói chuyện. Nhưng mà người này là sứ giả thanh long hoàng triều, hắn phách lối một chút thì bọn họ có thể làm thế nào? Lại nói, người ta có tu vi trúc cực cơ, người nơi này có thể làm gì? Chẳng lẽ cần hoàng đế Trần Phong Viêm tự mình xuất thủ giáo huấn ra hỏa không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao? Như vậy bọn họ sẽ bị cười nhạo đến chết, người ta sẽ bảo huyền Bắc Quốc không có người, cần hóa linh chân quân tự mình xuất thủ giáo huấn một chút cực cơ nho nhỏ. Các người cần mặt mũi không? chương 4193, đánh sứ giả. Lăng Hàn tiến nhanh về phía trước, hắn đi tới trước mặt sứ giả Thanh Long Hoàng Triều. Tên sứ giả kia vẫn nở nụ cười xem thường, vương triều này quá xuống dốc, cho đến bây giờ hắn không nhìn thấy một người có cảnh giới tương đương hắn, đương nhiên không tính trần phong viêm trong đó, hắn là ra hỏa trốn ra khỏi lồng giam, ở trong đó phong ấn bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả, kỳ thật hắn cũng không biết gì cả. Nhưng hắn không sợ Trần Phong Viêm, lần này hắn đại biểu cho Thanh Long Hoàng Triều đến đây, cho dù là một chút cực cơ nho nhỏ thì như thế nào, ai dám động đến hắn. Động đến hắn chính là bất kính với Thanh Long Hoàng Triều, sẽ dẫn tới Đại Nam Hoàng Triều xuất thủ san bằng huyền Bắc Quốc. Hơn nữa trừ Trần Phong Viêm ra, còn ai là đối thủ của hắn chứ? Lăng Hàn đã đến gần, hắn vươn tay. À, tất cả mọi người không tin vào mắt mình, người sẽ không tát người ta đấy chứ. Nói thật, bọn họ cũng nghĩ như thế nhưng thứ nhất không có thực lực, thứ hai cho dù có thực lực cũng không dám, người ta chính là sứ giả thanh long hoàng triều, đánh người ta sẽ xảy ra đại sự. Lớn mật, sứ giả thanh long hoàng triều giận dữ, đừng nói lăng hàn còn không có đánh tới, cho dù đối phương đứng trước mặt mình, làm ra tư thế như vậy cũng đủ làm hắn tức giận. Có hiểu quy củ hay không, ta chính là sứ giả vào triều ta đánh tên vương bát đản ngươi đấy. Lăng Hàn nói, hắn tát mạnh một cái. Hắn không tát một cách đột ngột, mà là tỏ thái độ rõ ràng, ta muốn tát ngươi, tát đường đường chính chính. Đúng là như thế, sứ giả thanh long hoàng triều giận không kiềm được, ngươi còn dám tát. Muốn chết, hắn cười lạnh, thật sự ngu không ai bằng, cho rằng mình là đế đô song kiêu thì có thể không xem ai ra gì. Đây là tinh thể lạc hậu nguyên thủy, võ đạo vừa mới hưng thịnh, có thiên tài gì chứ? Người cao nhất trong đám người lùn, người có thể cho rằng mình cao hơn người khác một đầu hắn cũng xuất thủ tát vào mặt lăng hàn hắn muốn đánh chết lăng hàn bốp bàn tay tát tới không thể ngăn cản sứ giả thanh long hoàng chiều bị đánh bay bốp hắn ngã xuống đất và phun máu tươi trời ơi tất cả mọi người hít khí lạnh đánh sứ giả là chuyện lớn đấy tốt 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 tên sứ giả kia xoay người đứng lên khóe miệng chảy máu hắn tức giận chỉ vào lăng hàn sau đó lại chỉ vào những người khác nói các ngươi xong rồi các người đều xong đời rồi, tất cả mọi người đều phải chết, đều phải chết. Làm Hàn suy một tiếng, người còn chưa tiếp thu giáo huấn sao, hắn xài bước đi tới, bốp bốp bốp, hắn liên tục tát vào mặt sứ giả. Quần thần, bao quát những hoàng tử kia cũng trợn tròn mắt, dù ngươi muốn chết cũng không nên kéo bọn họ chết chung. Tại sao bệ hạ không ngăn cản, đương nhiên là xuất khí sảng khoái rồi, nhưng cũng nên suy nghĩ một chút, không thể góp cả tính mạng của mình vào. Bệ hạ không tiện khuyên can sao, người xem, người ta phách lối, bệ hạ cũng không tiện trực tiếp xuất thủ, tránh người khác cười nhạo huyền Bắc Quốc không người. Lang Hàn đứng ra kiếm mặt mũi thay huyền Bắc Quốc, hắn đã có công, có công, bệ hạ sẽ của trách sao? Đã hiểu, có một ít thần tử cảm thấy mình mò ra khó xử của Trần Phong Viêm, cho rằng đây là cơ hội vuốt mông ngựa tốt. Lang Hàn, đủ rồi, mau mau dừng tay. Bọn họ cùng kêu lên, bệ hạ không tiện mở miệng, tự nhiên chỉ có thể do bọn họ lên tiếng. Lăng Hàn làm như không nghe thấy bọn họ nói gì, hắn vẫn đánh sứ giả thanh long hoàng triều hắn không có chút xíu hảo cảm nào với người nhà họ mạch trước đó hắn tranh đoạt cơ duyên phật tộc với mạnh dương thành lại thêm tội ác của thanh long hoàng triều trên thiên hải tinh hầu ca bị giam hơn hai năm chuyện này đã quyết định lăng hàn sẽ đứng ở mặt đối lập với thanh long hoàng triều hôm nay đánh tên sứ giả trước thu chút tiền lãi lăng hàn người điên rồi mau dừng tay quần thần đều kêu to cho dù là mấy hoàng tử cũng muốn xông lên nhưng trần phong viêm từ đầu đến cuối không lên tiếng những người khác làm sao có lá gan như lăng hàn có thể tùy tiện đánh sứ giả trong hoàng cung tên sứ giả kia đã biết quyết tâm của lăng hàn mặc dù nội tâm vô cùng tức giận nhưng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại biết mình sai ở điểm nào không lăng hàn hỏi chính mình không có sai người sứ giả kia nói thầm trong lòng nhưng sao dám bướng bỉnh trước mặt lăng hàn vội vàng nói ta không nên không đúng mực trước mặt huyền bắc phương Lăng Hàn vỗ vỗ đầu đối phương, người còn biết chừng mực sao. Người sứ giả kia nói thầm một câu, đây là vùng đất nguyên thủy, nhưng đối mặt với thanh long hoàng triều như mặt trời ban trưa thì thế nào? Nếu không phải ảnh nguyệt hoàng triều xâm lấn, hoàng triều không thể không xuất động sứ giả chiêu hàng, bằng không, thanh long hoàng triều đã trực tiếp phái cường giả và quân đội tiêu diệt tinh cầu này. Ta biết sai rồi, hắn đã học ngoan ngoãn, chờ trở lại thanh long hoàng triều, hắn nhất định sẽ thêm mắm thêm muối một hồi, khi đó trong chiều sẽ phái cường giả tới tiêu diệt huyền bắc quốc lăng hàn cười nhạt một tiếng có phải ngươi đang suy nghĩ sau khi trở về nhất định sẽ nói chuyện này quá lên gấp trăm lần sau đó mời cường giả đến diệt chúng ta mọi người nghe xong đều hận không thể xông lên đánh lăng hàn ngươi đang dạy đối phương làm việc hay sao tên sứ giả kia vội vàng lắc đầu nói làm sao có thể không có khả năng hắn nói chuyện rất hiên ngang lẫm liệt lăng hàn cười ha ha nói cũng không sao nhưng ngươi chỉ là một chút cơ nho nhỏ, cho dù ủy khuất thì như thế nào, ai sẽ đặt ngươi trong lòng. Huyền Bắc Quốc chúng ta là đại trung thần của Thanh Long Hoàng Triều, ngươi cảm thấy Thanh Long Hoàng Triều sẽ vung đổ đao với đại trung thần sao? Đồ đân, Thanh Long Hoàng Triều nhiều người như vậy, vì cái gì phái ngươi tới đây, trong lòng ngươi không nghĩ một chút sao? Nội tâm sứ giả chấn động, đúng vậy, tại sao phái hắn đến đây? Hắn chỉ là một chút cực cơ, cơ nho nhỏ, đặt trong tinh không còn không bằng cái rắm, ai sẽ đặt hắn vào trong mắt? Hắn cũng bị Lăng Hàn đánh tỉnh táo hơn trước, Sở Dĩ Thanh Long Hoàng Triều phái hắn tới, nguyên nhân là do tiền tuyến căng thẳng nên không thể phái cường giả đến, dù sao nội bộ Thanh Long Hoàng Triều mâu thuẫn rất lớn, rất nhiều thế lực lớn đã không nghe lời, còn nữa, Thanh Long Hoàng Triều cho rằng mình là thượng quốc, vô cùng xem thường Thiên Hải Tinh, sẽ không cần phái cường giả tới. Một đám tù phạm mà thôi, ta không có phát binh diệt các ngươi, mà là bảo các ngươi quy hàng, các ngươi phải cảm kích khóc giống lên, còn muốn thế nào? tên sứ giả kia triệt để mất đi ngạo khí hiện tại tiền tuyến căng thẳng đang cần hóa linh chân quân như trần phong viêm giúp sức hắn tính là cái gì lăng hàn lúc này mới cười một tiếng cũng ném sứ giả về ghế hắn ôm quyền với trần phong viêm bái kiến bệ hạ trần phong viêm cũng rung động đứng lên khốn kiếp hắn mới bị hầu thúc đánh một trận khiển trách hắn bất kính trưởng bối đánh hắn hoài nghi nhân sinh hiện tại lăng hàn lại hành lễ với hắn sẽ tổn thọ hắn đấy hầu thúc đâu hầu thúc có ở đây không hắn dò xét bốn phía, trái tim đập thình thịch, quần thần kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. chương 4194, tự tiến cử. Một tên thần tử hành lễ, Trần Phong Viêm lại đứng lên làm gì? Cần quá mức như vậy không? Trần Phong Viêm cũng ý thức được sự thất thố của mình, không có biện pháp, trước đó hắn bị hầu ca đánh đến hoài nghi nhân sinh. Hắn lại ngồi vào ghế, khoát tay áo, nói, ái khanh không cần đa lễ, lăng hàn gật đầu, cũng lui vào trong hàng ngũ quần thần. Xoát, mỗi tên đại thần đều không tự chủ lui về phía sau vài bước, giữ vững khoảng cách tuyệt đối với Lăng Hàn. Cũng không có ai muốn liên quan với ngôi sao tai họa. Lăng Hàn im lặng, hắn đáng sợ như vậy sao? Trần Phong Viêm nhìn sang tên sứ giả, thản nhiên nói. Người đại biểu Thanh Long Hoàng Triều đến đây, có ý chỉ gì muốn truyền đạt sao? Tên sứ giả kia cũng khôi phục một ít ngạo khí, nhưng phát hiện Lăng Hàn đang nhìn hắn, chút ngạo khí kia đã tan thành mây khói. Người khác có điều cố kỵ, gia hỏa kia không có, người khác không dám động đến hắn ra hỏa kia dám tên sứ giả vội vàng đàng hoàng nói bệ hạ bản triều yêu cầu huyền bắc phương ngài dâng thư xin hàng còn phái một tên sứ giả đại biểu huyền bắc quốc vĩnh chú bản triều hiến thư xin hàng rất hợp quy củ thanh long hoàng triều không thể cho phép bên trong lãnh địa của mình xuất hiện thế lực không bị khống chế nhưng còn muốn huyền bắc quốc phái một tên sứ giả phái tới làm con tin sao sắc mặt các hoàng tử khó coi sứ giả khẳng định sẽ chọn trong bọn họ trong đó Hoàng tử bài danh 10 vị trí đầu sốt ruột nhất, thiên phú của bọn họ tốt nhất, cảnh giới cao nhất, khẳng định sẽ bị ưu tiên lựa chọn. Con tin càng trọng yếu với Trần Phong Viêm, Trần Phong Viêm sẽ càng nghe lời, nghĩ lại cũng biết rõ nó có ý gì. Nhưng ai muốn làm con tin chứ? Nói dễ nghe, sứ giả, sứ giả, trên thực tế chính là con tin, con tin có thể thu được đãi ngộ gì. Bọn họ đều là hoàng tử, hiện tại nhất hô bách ứng, có bao nhiêu uy phong. Khi đi tới Thanh Long Hoàng Triều sẽ biến thành con sâu, lúc đó kêu trời không biết, kêu đất chẳng hay. Các hoàng tử đều nhìn sang Trần Phong Viêm, hy vọng tình thương của phụ thân như núi, tuyệt đối không nên chọn chính mình. Ta đi, một giọng nói vang lên, cũng rất đột ngột trong hoàn cảnh yên tĩnh này. Xoát, ánh mắt mọi người nhìn sang Lăng Hàn, người vừa nói chính là Lăng Hàn, các thần tử đều lắc đầu, người quá biết nịnh hót, nhưng vấn đề là mặc cho bệ hạ ân sủng ngươi thế nào, người làm gì có tư cách làm con tin. Không phải ai cũng có thể làm con tin, làm con tin cũng cần thân phận đấy không chờ trần phong viêm mở miệng tên sứ giả kia nói nhưng sứ giả tốt nhất là con của huyền bắc phương người không đủ phân lượng hắn bị lang hàn đánh sợ nói chuyện vô cùng cẩn thận sợ lang hàn tức giận đánh mình lang hàn cười nói yên tâm phân lượng của ta đầy đủ hắn nói với trần phong viêm có phải hay không đại chất tử Xoát, ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang trần phong viêm đại đại chất tử hả Nội tâm Trần Phong Viêm phiền muộn, xem ra tầng quan hệ này không thể không lộ ra ngoài. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm kích, Lăng Hàn nguyện ý đứng ra vì Trần gia. Hắn gật đầu, Lăng Khanh chính là trưởng bối của Trẫm, một viên đá sinh ra ngàn cơn sóng, cái gì? Lăng Hàn lại là trưởng bối của Trần Phong Viêm. Trời ạ, à, đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên đám người nhị hoàng tử nhớ lại việc lúc trước, trước đó Lăng Hàn giáo huấn đã nói mình là thúc gia của bọn họ. Bọn họ tưởng rằng Lăng Hàn đang cố ý chiếm tiện nghi của bọn họ, không nghĩ tới lại là thật. Tên sứ giả kia kinh ngạc, Trần Phong Viêm là hoàng đế một nước, Đường Đường là Hóa Linh chân quân, nếu dám loạn nhận trưởng bối, chuyện này truyền đi sẽ làm hắn mất sạch mặt mũi. Cho nên Lăng Hàn thật sự là trưởng bối Trần Phong Viêm. Khó trách trước đó Lăng Hàn phách lối như vậy nhưng Trần Phong Viêm không ngăn cản, làm vậy sẽ biến thành đại nghịch bất đạo sao? Đại chất tử của ta có hơn 100 con trai tùy tiện đưa một người làm con tin căn bản sẽ không để ở trong lòng. Lăng Hàn nói, nhưng ta làm thúc thúc không giống nhau, chỉ có một, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Người đang chào hàng mình sao? Tất cả mọi người im lặng, đây chính là làm con tin đấy, lại không phải đi hưởng phúc, người tích cực như vậy làm gì? Tên sứ giả gật đầu, đúng thế, người ta có hơn 100 con trai, cho dù thế chấp kẻ nào, kẻ đó có thể uy hiếp Trần Phong Viêm sao? Hơn nữa chỉ cần Lăng Hàn đi thanh long hoàng triều, nơi đó không phải địa bàn của hắn sao hắn muốn báo thù thì báo thù nghĩ đến đây trái tim hắn đập mạnh tốt chính là ngươi hắn gật đầu mọi người đều im lặng đại sự như thế lăng hàn chào hàng bản thân sứ giả quyết định quả thật như trò đùa lăng hàn trần phong viêm mở miệng đây chính là huynh đệ kết bái của hầu thúc nếu hắn đưa lăng hàn đi thanh long hoàng triều hầu thúc trở về khẳng định sẽ đánh chết mình lăng hàn cười cười ý ta đã quyết trần phong viêm chỉ có thể ngậm miệng người ta bày ra tư thế trưởng bối, nếu hắn dám không tuân theo sẽ bị hầu thúc đánh no đòn. Ai, đầu năm nay làm cháu trai thật khó. Rất nhanh, Trần Phong Viêm cũng đạt thành thành ý, ba ngày sau đó, Lăng Hàn mang theo thư xin hàng và theo sứ giả Thanh Long Hoàng Triều xuất phát đi Nguyệt Hoa Tinh. Lăng Hàn thật sự đại nghĩa như vậy, đang vì Trần ra sao? Đương nhiên không phải, hắn suy nghĩ sâu xa mới quyết định như thế. Đầu tiên, trên thiên hải tinh, Lăng Hàn không thể phát huy thực lực đan đạo của mình, chẳng khác gì mai một, hắn nhất định phải đi tinh cầu có tài nguyên phong phú. Thứ hai, hắn hiện tại có kết nối tinh võng, hơn nữa hoàn toàn không thiếu tiền, có thể muốn mua cái gì thì mua cái đó, nhưng thiên hải tinh, ha ha, không có cửa đâu. Thứ ba, hắn muốn đi điều tra hư thực của Thanh Long Hoàng Triều, cũng làm chuẩn bị về sau. Cho nên hắn thả rằng bốc lên nguy hiểm đi làm con tin. Thật sự chọc giận hắn, cùng lắm thì thả thiên đạo hỏa ra đánh sụp Thanh Long Hoàng Triều, sau đó gọi hầu ca tới tiếp ứng, như vậy có thể tránh né Kim Nguyên Thánh Địa đuổi giết. Trở lại ngoại vụ phủ, Lăng Hàn tiến hành an bài công việc tiếp theo. Lần này hắn đi làm con tin, hắn khẳng định không thể mang theo đám người nữ hoàng, nhưng đám người nữ hoàng cũng bước vào trúc cơ, lưu tại thiên hải tinh tiến cảnh quá chậm, cho nên đám người nữ hoàng sẽ xuất phát theo sau. Bảo đường Vân Nhi dùng phi toa đưa tiến, ngược lại có dưỡng nguyên hồ lô, có thể chứa rất nhiều người bên trong. Đương nhiên nữ hoàng các nàng không cần hỏi, đều là thê tử của mình, mấy người lâm lạc, chu hằng, Duyên sinh thiên tôn cũng biểu thị nguyện ý đi nguyệt hoa tinh. Lăng Hàn nở nụ cười, chờ hầu ca bước vào tứ cực cảnh trở thành tôn giả, đám người bọn họ cũng trưởng thành rồi, có thể trở thành cánh tay của hầu ca, một lần hành động đẩy ngã thanh long hoàng triều. Lần này đi thanh long hoàng triều là vì trôn xuống mầm mống hy vọng. Nữ hoàng còn tốt, nhưng hổ nữ lại là người không phân phải trái, làm nũng muốn đi cùng Lăng Hàn, cuối cùng bị nữ hoàng trấn áp, chỉ có thể kêu gào hoa hoa. Ba ngày sau, Lăng Hàn rời khỏi ngoại vụ phủ, cũng ngồi trên không hạm chung với sứ giả Thanh Long Hoàng Triều, lên đường đi về Nguyệt Hoa Tinh. Đồng hành cùng hắn còn có Đại Hắc Cẩu và Sắc Chư. Trư. chương 4195, Giáp Nguyên Phủ. Sau khi lên không hạm, Lăng Hàn chỉ có một người chờ trong khoang thuyền. Đương nhiên còn có Đại Hắc Cẩu cùng Sắc Trư, mặc dù hắn đi làm con tin, không có khả năng mang theo gia đình đi, nhưng không có quy định không thể mang sủng vật đúng không. Tên sứ giả Thanh Long Hoàng Triều tên là Cát Sương, hắn cho rằng Lăng Hàn nhớ quê hương nên mang theo sủng vật, trong đầu suy nghĩ khi về Thanh Long Hoàng Triều sẽ xả giận thế nào. Hắn hiện tại không dám giết Lăng Hàn, đối phương chính là con tin của huyền Bắc Quốc, nhưng muốn Lăng Hàn khó xử một chút, thậm chí đánh đau một phen cũng không sao cả. Xuất phát, hắn vung tay lên, không hạm bắt đầu xuyên thẳng qua tinh không. Đương nhiên Lăng Hàn không thương cảm gì, hắn trải qua nhiều lần ly biệt, chỉ có hùng tâm tráng trí đi chinh phục, hắn lo được lo mất. Hắn đã kết nối với tinh võng, bắt đầu tiến hành đẳng cấp chiến hôm nay. Mấy ngày kế tiếp, bài danh của hắn tăng lên thật nhanh. Trong giai đoạn hiện tại, hắn bảo chỉ chiến thắng liên tiếp nên bài danh tăng lên rất nhanh, ngay cả đám người Lâm Lạc đánh 2 3 tháng cũng tiến vào bài danh trước 100 triệu, có thể thấy bọn họ mạnh cỡ nào. Hắn đã nắm giữ một thước yêu hầu quyền, cũng bắt đầu tìm hiểu thước thứ hai, thước thứ hai không phải dựa vào khổ tu là có thể đột phá, bởi vậy Lăng Hàn không tiếp tục lãng phí tinh tế tệ đi thời gian thất tu luyện, mà là đi lực quán phá ghi chép mỗi ngày hắn đều tiến một bước dài lực lượng cũng có tăng lên nhưng không có đột phá cảnh giới loại tăng lên này có hạn sẽ không xuất hiện biến hóa về chất nhưng hắn cách những ghi chép kia không lớn chậm rãi phá đi từng ghi chép mặc dù không có thu hoạch được bao nhiêu tinh tế tệ nhưng thanh danh của hắn càng ngày càng cao có quá nhiều người muốn đánh bại hắn muốn đấu một trận thành danh đối với chuyện này lăng hàn vô cùng nguyện ý thành toàn đối phương hắn công khai ghi giá đánh một trận thu một vạn tinh tế tệ đến tận đây thiên phú của lăng hàn cũng kinh động tinh không đồng thời thanh danh ham tiền cũng không kém bao nhiêu dẫn đến rất nhiều thế lực lớn đến mời chào hắn câu nói đầu tiên chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta muốn bao nhiêu tinh tế tệ vì ngươi mở miệng lăng hàn thật sự rất cần tiền nhưng tuyệt đối sẽ không bán mình cho thế lực nào khác lại nói hắn không thể tự kiếm tiền hay sao hắn ý đồ tìm thủy nhất chiến đấu nhưng mỗi lần đều bị thủy nhất cự tuyệt bị làm phiền nhiều lần hắn trả lời một câu hiện tại tái chiến cũng không có ý nghĩa thực lực của hắn đột phá, hoặc là Lăng Hàn bước vào trúc cực cơ lại chiến. Ai, chẳng phải cắt đứt một đường tài lộ của mình hay sao? Lăng Hàn lại đi liên hệ với vạn đạo cùng phá thiên, muốn kết giao hảo hữu với bọn họ, sau đó mở lôi thu vé vào cửa, kết quả hai người này không quan tâm tới hắn. Khốn kiếp, số danh của mình lên cao như vậy, hắn đưa ra yêu cầu hảo hữu hai người kia cuối cùng đã đáp lời, nói đẳng cấp bài danh của Lăng Hàn phỉa tiến vào 10 vị trí đầu trong tinh võng, khi đó bọn họ sẽ giao thủ với Lăng Hàn. Không có biện pháp, đành phải tìm cách khác kiếm tiền. Khoan nói chuyện khác, thực sự có người không tin tà, chạy đến tìm Lăng Hàn khiêu chiến, nhưng thực lực Lăng Hàn đặt trong chút cực cơ cũng có thể xếp vào trong top 100, người mạnh hơn hắn lại không chiến. Có thắng cũng không đạt được thanh danh, nếu thua càng mất mặt, tội gì chứ. Mỗi ngày Lăng Hàn đánh đẳng cấp chiến 3 lần, sau đó tiếp nhận yêu cầu người khác khiêu chiến kiếm tiền, cũng không thấy thời gian trôi qua khổ sở, hắn không thể hấp thu lực lượng trong tinh không chỉ có thể dựa vào thanh mộc bổ linh đan để thăng, tiến cảnh cũng trở nên chậm chạp. Không có biện pháp, hắn đã tiêu hóa hết lực lượng của Ngân Long Ngư. Không hạm xuyên qua từng lỗ sâu, sau khi đi suốt hai tháng mới đến Nguyệt Hoa Tinh. Cuối cùng cũng đến nơi, Cát Sương cười lạnh, nơi này chính là địa bàn của hắn, đến nơi này là rồng cũng phải nằm xuống, hắn có thể từ từ thu thập lăng hàn. Không hạm hạ cánh, Cát Sương dẫn đầu xuống trước, hắn nhìn thoáng qua lăng hàn sau lưng, nhìn thấy đối phương nhàn nhã, không hề có bất an của người mới tới việc này làm hắn khó chịu theo hắn nghĩ lăng hàn đột nhiên đi vào nơi xa lạ lẻ loi một người tiến tới xứ người hoàn toàn không có nơi dựa vào đối phương sẽ hoảng hốt một hồi thần kinh của gia hỏa kia lớn thế nào hắn muốn nhắc nhở lăng hàn một chút muốn đối phương hiểu rõ tình hình của mình không chờ hắn mở lời đã nhìn thấy lăng hàn như cười mà không cười nhìn mình nội tâm hắn run rẩy cũng nuốt những lời sắp nói vào bụng đối mặt với lăng hàn hắn đã sinh ra bóng ma tâm lý Lăng Hàn bước xuống đất, hắn nhìn chung quanh, hắc hắc, nguyệt hoa tinh, hắn lại tới nơi này. Đi theo ta, Cát Sương nói, hắn phi thường bất mãn với biểu hiện của mình, đã đến địa bàn của mình, hắn còn sợ Lăng Hàn như rắn độc. Hai người nhanh chân rời đi, lúc này cũng tiến tới Tông Nhân Phủ. Gia hỏa này là thúc thúc của quốc chủ huyền Bắc Quốc. Người phụ trách nhìn thấy Lăng Hàn, hắn rất ngạc nhiên. Cát Sương, người đang nói đùa sao, người này nhìn qua mới hơn 20 tuổi, hơn nữa không phải trẻ tuổi bình thường mà là quá trẻ tuổi ngọn lửa sinh mệnh bừng bừng tuyệt đối không vượt qua trăm tuổi nhưng trần phong viêm thì sao có thể trở thành hóa linh chân quân có người nào không phải lão quái vật cát xương vội vàng gật đầu đúng là như thế chính tay ta nghe trần phong viêm thừa nhận còn nữa đây là thư xin hàng của trần phong viêm cũng nói rõ trong đó phái tiểu thúc của hắn lăng hàn làm sứ vĩnh chú bản triều người phụ trách vẫn không quá tin tưởng hắn nhìn chằm chằm lăng hàn và xem đi xem lại thư xin hàng qua thật lâu mới ghi chép thân phận của Lăng Hàn, cho hắn tiến vào Giáp Nguyên Phủ. Giáp Nguyên Phủ xưng là Hạt Nhân Phủ, bởi vì người ở nơi này đều có tính chất như Lăng Hàn, là con tin các thế lực phụ thuộc vào Thanh Long Hoàng Triều ở lại, đều là con tin, không gọi Hạt Nhân Phủ lại gọi là cái gì. Đến nơi này cũng không phải các xương có thể chạm tới, hắn dõi mắt nhìn Lăng Hàn rời đi, trong nội tâm đã có kế hoạch, hắn sẽ mời người nào đó ra tay chừng trị Lăng Hàn một trận. Xỉ nhục lúc trước, hắn nuốt không trôi. Lăng Hàn đi theo một hạ nhân đi vào Giáp Nguyên phủ, đây là địa phương rất lớn, có từng tòa trang viên, mỗi trang viên là nơi ở của một tên hạt nhân, điều kiện không tồi, đều có tôi tớ hầu hạ. "Lăng thiếu, đây chính là trụ sở của ngươi." Người dẫn đường đưa Lăng Hàn tiến vào một tiểu viện, sau khi chào Lăng Hàn mới rời đi. Lăng Hàn đi vào, lại có ba tên tôi tớ đi tới hành lễ với hắn. "Bái kiến đại nhân." Ba tên tôi tớ là hai nam một nữ, không quản là nam hay vẫn là nữ, nhìn tuổi tác đều đã qua 40 tướng mạo phổ thông, hơi có tu vi, đều là cấp độ hoán huyết. Lăng Hàn gật gật đầu, ta họ Lăng, tên là Lăng Hàn, các người gọi ta Hàn Thiếu là được. Hàn Thiếu, ba tên tôi tớ đồng thời nói ra, thái độ vô cùng cung kính. Đừng nhìn Lăng Hàn chính là hạt nhân, nhưng cho dù thế nào cũng là đặc sứ đại biểu một quốc gia, bọn họ dám bất kính hay sao? Lăng Hàn phất tay, ra hiệu bọn họ lui xuống, sau đó hắn dự định đi ra ngoài, đi mua sắm vật liệu phối chế hóa cơ đan nhưng hắn đi tới cửa ra vào giáp nguyên phủ liền có người chặn lại. Không có cho phép đặc biệt, không được ra ngoài, chương 4196, luyện chế hóa cơ đan. Cũng không phải có người tận lực nhắm vào lăng hàn, mà là giáp nguyên phủ có quy định như vậy, hạt nhân không được cho phép không thể tùy ý rời đi. Sách, thật sự xem mình thành phám nhân, lăng hàn không tranh luận, mặc dù người trông coi nơi này chỉ có tu vi trúc cơ, hắn dùng một ngón tay cũng có thể thu thập, nếu hắn thật xuất thủ, Chờ hắn chính là Thanh Long Hoàng Triều chấn Áp Hoàng Triều đối với Lăng Hàn hiện tại chính là một con quái vật khổng lồ Hắn không thể đối kháng Cho nên hắn quay người đi về Nhưng lại hỏi một câu Ta không thể đi ra ngoài Chó của ta ra ngoài có vấn đề gì không? Chó? À không, chó ra ngoài Tên giữ cửa nghĩ nghĩ và nói một câu không có vấn đề Không có vấn đề thì tốt Sau khi Lăng Hàn trở về Hắn gọi Đại Hắc cầu tới Làm gì? Không thấy ra đang bận rộn sao? đại hắc cẩu đang nằm sấp từ khi nó được trang bị liên tiếp khí dường như nó tìm được thế giới mới hơn nữa còn trầm mê trong thế giới kia chơi đến là quên cả trời đất lăng hàn cười ha ha tốt từ giờ trở đi ta sẽ không cho ngươi tinh tế tệ hắc 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 đại hắc Cầu lập tức bỏ dậy dùng dáng vẻ nịnh nọt nói tiểu hàn tử cẩu gia chỉ đùa với ngươi đừng coi là thật mau nói có chuyện gì cẩu gia đang muốn dẫn muội tử xông vào nơi cực hàn đã nói nếu xông qua muội tử kia sẽ cho cậu ra xem quần lót. Lăng Hàn suýt tát nó một cái, người suốt ngày đang nghĩ cái gì thế? Trong thế giới tinh võng trừ có thể luận bàn và mua sắm ra, còn có một chút bí cảnh giả lập, có thể cung cấp cho người ta tiến vào thí luyện gia tăng kinh nghiệm. Trong bí cảnh giả lập cũng có tử vong, kỳ thật chết trong bí cảnh cũng không phải chết thật, thậm chí còn không có thương tổn. Nhưng đại hắc cầu lại biến nó thành công cụ tán gái. Đồ chó chết, tại sao không có tiền đồ như vậy? Lăng Hàn thở dài. Hừ hừ, sắc chư cũng phát ra tiếng chế diễu, người cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang, sắc chư dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, nếu không phải gia hỏa này, nó hiện tại khẳng định đã bị Mỹ như ôm vào trong ngực hưởng hết diễm phúc. Tiểu Hàn tử, người gọi cậu ra ta là muốn làm gì? Đại Hắc cầu hỏi, Lăng Hàn nhìn nó, hiện tại hắn đang do dự có nên giao việc cho gia hỏa không đáng tin cậy như Đại Hắc cầu đi làm hay không? Gia hỏa này có tham ô công khoản đi tán gái nhưng không sử dụng đại hắc cầu, chẳng lẽ bảo sắc chư đi. Lăng Hàn nhìn thoáng qua sắc chư, lắc đầu, ai, bên cạnh hắn toàn heo chó không thể dựa hay vào sao. Sắc chư lập tức nổi giận, người dùng ánh mắt gì nhìn ta thế. Người khinh bị con sắc cẩu kia còn được, cần gì phải nhìn sang ta như vậy. Không có biện pháp, vẫn phải bảo đại hắc cầu đi. Người đi mua dược liệu giúp ta, Lăng Hàn nghiêm túc nói một câu, đại hắc cầu sướng sờ, nghiêng đầu nhìn Lăng Hàn. Tiểu hàn tử, Ngươi vì chút việc nhỏ này mà làm trễ nải thời gian cầu ra tán gái. Ây, ta chuyển cho ngươi 20 vạn tinh tế tệ, ngươi mua cho ta 10 phần dược liệu này, trên đó có giá, nếu ngươi có thể dùng giá thấp hơn mua về, số còn lại xem như phí đi lại của ngươi. Lăng Hàn dùng lợi dụ, ta đi, ta đi, đại hắc cầu lập tức đứng lên, nó vỗ vai Lăng Hàn và nói. Tiểu Hàn tử, về sau có chuyện như vậy cứ việc phân công cầu ra ta được rồi, chúng ta là người mình cả. Cút, Lăng Hàn chuyển khoản, đại hắc cầu chạy đi như làn khói. Qua hơn nửa ngày mới nhìn thấy đại hắc cầu thản nhiên trở về, ném vật liệu trên đất, sau đó nó biến mất như làn khói, có lẽ đã tham không ít tiền, sợ Lăng Hàn đổi ý. Đáng tiếc nó cũng không biết Lăng Hàn dựa vào trận đấu với Thủy Nhất kiếm lời không biết bao nhiêu tiền vé vào cửa, nếu không nó khẳng định sẽ bóp cổ đòi Lăng Hàn chia hoa hồng. Lăng Hàn cười cười, kiểm tra vật liệu sau đó gật đầu. Mặc dù đại hắc cầu không đáng tin cậy nhưng lần này mua dược liệu về lại không tồi, chưa từng xuất hiện số năm không đủ, hoặc là lưu trữ quá lâu làm dược tính sói mòn. Ở điểm này lão Hắc vẫn có chừng mực, biết tầm quan trọng khi lăng hàn luyện đan, cho nên nó chỉ nhúng tay vào việc trả giá, kiếm lời một ít tiền, nếu không chỉ mua chút dược liệu, nó cũng không tốn thời gian gần một ngày, có lẽ đã mài hỏng mồm mép, cũng ép nhân viên cửa hàng tắt tiếng. Ở điểm này, lăng hàn quá có lòng tin với đại Hắc cầu. Lăng hàn tiện tay bố trí trận pháp, hắn cao mày, Thanh Long Hoàng triều thay đổi thiên địa đại thế nơi đây và dựng thành trận pháp phòng ngự Đế Đô, đó là trận pháp rất cao cấp, Lăng Hàn rất khó dẫn động thiên địa đại thế cấu thành luyện đan trận. Chỉ một câu đơn giản, hắn không tranh nổi với đại trận của Đế Đô. Không có biện pháp, Lăng Hàn đành phải sử dụng đạo thạch tiến hành bổ sung, sử dụng năng lượng thiêu đốt đạo thạch làm đại giá bổ sung lực lượng thiên địa không đủ. Chuyện này cần tiêu hao đạo thạch nhưng hắn không có biện pháp khác. Lăng Hàn bắt đầu luyện đan, hắn ném dược liệu vào lò sử dụng niệm lực dẫn động năng lượng thiên địa, tiến hành giao hòa tinh hoa của dược liệu và thăng hoa. 3. Một tiếng vang giòn tan vang lên, đan lô vỡ vụn. Lăng Hàn lại cao mày, thủ pháp luyện chế của hắn không có vấn đề, nhưng luyện chế đan dược tiên đồ cần dẫn động năng lượng thiên địa hết sức kinh người, đan lô phổ thông không thể chịu nổi năng lượng áp bách nên vỡ vụn. Chẳng lẽ hắn phải dùng hỗn độn cực lôi tháp, nơi này là đế đô của Thanh Long Hoàng Triều, Lăng Hàn không muốn lộ bảo vật trên người mình ra ngoài, mặc dù đế binh có thể công năng tự ẩn giấu nhưng lòng người khó dò hắn cần đan lô tốt cũng không thể về sau luyện đan đều dùng hỗn độn cực lôi tháp hắn lại lấy hỗn độn cực lôi tháp ra bắt đầu luyện chế từ đầu lần này dùng đế binh tương lai luyện đan luyện chế hóa cơ đan hết sức phức tạp hơn nữa còn phải dùng đến một sợi tiên cơ chi lực của người luyện đan từ đó ảnh hưởng đến chất lượng thành đan lang hàn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí cho dù hắn đã diễn luyện trong đầu rất nhiều lần nhưng diễn luyện là diễn luyện cuối cùng chỉ là đàm binh trên giấy cần vận dụng trong hiện thực thất bại thất bại thất bại còn khó hơn so với lăng hàn tưởng tượng nhưng thất bại bảy lần liên tiếp đối với đan đạo đế vương như hắn mà nói đây là chuyện không tin nổi hắn điều chỉnh trạng thái một chút cũng không vội vã luyện đan lần thứ tám mà là nhớ lại quá trình tổng kết thiếu sót của mình qua nửa giờ lăng hàn mới bắt đầu lại từ đầu lần này hắn thuận lợi ba giờ qua đi hắn nở nụ cười đan sắp thành Bỗng nhiên có tiếng hưu 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 vang lên, hắn đánh ra bảy đạo kinh lực, đây là lực lượng tiên cơ của hắn, cũng kiếp nổ hóa cơ đan, cực kỳ trọng yếu. Bảy đạo kinh lực đánh vào bên trong đan dược, bảy viên đan dược bay lên như tinh linh. Lăng Hàn tập trung tinh thần, hắn dung hợp lực lượng tiên cơ với dược lực. Một giây, hai giây, mười giây, thời gian rất ngắn, Lăng Hàn vẫy tay, xèo, hắn thu bảy viên đan dược vào trong tay. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Chương 4197, thế lực nhỏ trong hạt nhân phủ. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một nữ tử áo tím đang đứng trên tường rào. Nữ tử khoảng 20 tuổi, tướng mạo cực đẹp, dáng người thướt tha mềm mại, nàng đứng trên cao, gió nhẹ thổi qua làm quần áo dán lên người nàng, đường cong mê người ẩn hiện. "Cô nương là?" Lăng Hàn hỏi. "Ta tên là Liễu Huân Vũ." Nữ tử nói, "Ngươi là Lăng Hàn mới tới sao?" "Là ta." Lăng Hàn gật gật đầu, hắn nhìn đối phương với dáng vẻ hỏi thăm. Ngươi đứng trên trường rào nhà ta là có ý gì? Liễu Huân vũ cười khanh khách, nàng nhảy xuống tường rào. Thật có lỗi, ngửi được mùi thơm của đan dược cho nên ta không tự chủ muốn xem một chút. Thật không ngờ ngươi lại là một tên đan sư. Lăng Hàn cũng nghiêm túc, hắn cũng không phát hiện đối phương nhảy lên tường rào lúc nào, mặc dù trong đó có nguyên nhân do hắn đang chăm chú luyện chế đan dược, nhưng ngay cả như vậy, chúc cơ cảnh không thể thoát khỏi cảm giác của hắn, Lăng Hàn vẫn có tự tin như vậy. Cho nên chỉ có một khả năng, liễu huân vũ không phải là trúc cơ chỉ ít cũng là chú đỉnh quá khen lăng hàn cười nhạt một tiếng liễu huân vũ lại nhiệt tình ngươi quá khiêm tốn mặc dù nơi này có nhiều hạt nhân đang ở không thiếu người thiên phú võ đạo kinh người nhưng nói đến đan sư theo ta biết chỉ có một mình ngươi được rồi lăng hàn không khách khí gật gật đầu thiên phú đan đạo của hắn đúng là kinh người liễu huân vũ nở nụ cười xinh đẹp ngươi vừa mới tới có lẽ chưa quen nơi này ta sẽ nói cho ngươi biết được, Liễu Huân Vũ giới thiệu với Lăng Hàn, nơi này có tất cả 23 tên hạt nhân, đại biểu cho 23 thế lực phụ thuộc Thanh Long Hoàng Triều. Có ít thế lực đã tồn tại mấy vạn năm, nhưng cũng có một ít thế lực mới thành lập không lâu. Thanh Long Hoàng Triều cho phép thế lực bên dưới cạnh tranh, ví dụ như Thiên Hải Tinh xuất hiện một thế lực tiêu diệt Trần Gia và thay thế vào đó, như vậy Thanh Long Hoàng Triều cũng không xuất binh báo thủ cho Trần Gia, miễn là thế lực kia ngoan ngoãn nghe lời, nên nộp cống và nộp đủ, như vậy bọn họ sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Đương nhiên, thế lực này nhất định không thể ảnh hưởng đến thống trị của Thanh Long Hoàng Triều, bằng không khó tránh bị hủy diệt, giống như Vương Triều Trần Gia lúc trước, kỳ thật cũng không có làm ra hành vi mưu phản gì, chỉ bởi vì Mạnh Gia cảm thấy tiếp tục như vậy Trần Gia có thể sẽ không bị khống chế, cường đại đến mức uy hiếp được Mạnh Gia. Bởi vì đều là hạt nhân, người giáp nguyên phủ đều rất đoàn kết, mà Liễu Huân Vũ Chính là đội trưởng của đám hạt nhân nơi đây. Lăng Hàn, chúng ta đều là kẻ ăn nhờ ở đậu, nên giúp đỡ lẫn nhau, đúng hay không? Cuối cùng Liễu Huân Vũ cũng hỏi một câu, Lăng Hàn tự nhiên đáp lời, nói, đúng, Liễu Huân Vũ ý vị thâm trường nhìn Lăng Hàn một lúc, nói. Về sau nếu gặp bất cứ khó khăn gì, nhớ kỹ tới tìm ta, trong điều kiện cho phép ta nhất định sẽ giải quyết cho ngươi. Ta nhớ kỹ, Liễu Huân Vũ lượt đi, Lăng Hàn sờ cầm như có điều suy nghĩ. Xem ra hạt nhân phủ nho nhỏ này cũng có kéo bè kéo cánh. Nghe Liễu Huân Vũ nói, nơi này có ba chú đỉnh cảnh, một là nàng, hai cái người khác là Hàn Băng cùng Triệu Tiếu, những người còn lại đều là Trúc Cơ. Cũng không phải người nơi này đần đột, mà là làm hạt nhân, bình thường sẽ không vượt qua trăm năm, đến lúc đó sẽ thay người mới, lại rất khó đột phá sinh đan cảnh, có thể thu đến cảnh giới hiện tại, trên cơ bản đều là lão quái vật mấy trăm tuổi, có thể đột phá sinh đan cảnh trước trăm tuổi, trong một tinh thể không vượt quá mười người như vậy. Trên lý luận, chỉ cần lăng hàn thành thành thật thật chờ một trăm năm, tự nhiên có thể hết hạn tù và được phóng thích, nhưng vấn đề là hắn muốn mất 100 năm tự do trong giáp nguyên phủ. Nói đùa gì thế, làm thế nào mới có thể rời đi? Lăng Hàn không muốn làm hạt nhân, hắn biết trong Nguyệt Hoa Tinh có chú điểm của thường gia nên mới tới đây, hơn nữa người không thể ra ngoài, chỉ có thể dựa vào đại hắc cầu làm trung gian, làm việc không tiện. Ân, Lăng Hàn lập tức nghĩ đến đan thuật của hắn. Đan sư thiên tài như hắn, cho dù chạy tới nơi nào cũng là khách quý, bởi vậy miễn là gia tăng thanh danh của hắn, hắn muốn rời khỏi nơi này cũng không thành vấn đề. Không thể nghi ngờ, hóa cơ đan chính là chứng minh tốt nhất. Lăng Hàn quyết định luyện thêm chút hóa cơ đan, thứ này chẳng những đại biểu cho tài phú, đồng thời cũng là tiêu chí thân phận cùng địa vị. Cho nên hắn phải nhịn một chút, hắn cũng không tin người hạt nhân phủ vẫn không có cơ hội ra ngoài, phạm nhân cũng có thời điểm được thả ra thông khí, bọn họ trên danh nghĩa là sứ giả các thế lực khác, cũng không phải phạm nhân. Lăng Hàn tiếp tục luyện đan, hắn mới vừa vận luyện thành một lò, thủ pháp còn không đạt đến tình trạng hoàn mỹ, có không gian tăng lên rất lớn hắn khá là khiêm tốn chân không bước ra khỏi nhà mỗi ngày đều luyện đan hạt nhân phủ không phải là cách gọi chính thức của nó trên thực tế giáp nguyên phủ chính là thế lực của sứ giả bởi vậy thanh long hoàng triều cũng phải có biểu thị mỗi tháng sẽ cung cấp lượng lớn tài nguyên tu luyện cho giáp nguyên phủ nhưng quyền phân phối nằm trong tay liễu huân vũ quả nhiên nàng làm đội trưởng cũng không phải giúp người vì niềm vui vì đoàn kết mọi người mà là tương đối có quyền lợi nhìn ngươi không vừa mắt phần ngươi ít đi một chút thì như thế nào người không thể ra ngoài thì kêu oan với ai. Hơn nữa thanh long hoàng triều phân tài nguyên tu luyện theo tháng, nhưng liễu huân vũ lại phân phát mỗi ngày, cho nên, miễn là đắc tội nàng, tốc độ trả thù sẽ tới rất nhanh. Một ngày trôi qua, lang hàn ngừng luyện đan, sau đó mở liên tiếp khí. Gần đây hắn không thể liên lạc với hầu ca, có lẽ không phải do liên tiếp khí, mà là đang đi bí cảnh mạo hiểm, đồng thời bí cảnh này không có kết nối tinh võng. Lăng Hàn theo thường lệ phát ra một tin tức cho Hầu Ca, sau đó hắn chuyển đến giao diện giao dịch, hắn giao tin tức bán hóa cơ đan, sau đó xếp hàng đi đánh đẳng cấp chiến. Chỉ trong nháy mắt liền có người phát tin tức cho hắn. Trời ơi, người không phải tên phá ghi chép của thủy nhất kia sao? Tại sao lại bán đan dược, té xỉu, có phải người muốn tiền đến mức điên rồi sao, nghĩ bán đan dược giả kiếm tiền? Từng tin tức phát tới, có hiếm là tại sao Lăng Hàn làm tiểu thương bán đan dược, có nghi ngờ Lăng Hàn bán đan dược giả. Không có biện pháp, sự kiện vé vào cửa trước đó đã dán cái nhãn tham tiền lên người Lăng Hàn, bây giờ thấy hắn bán đan dược, cho nên sẽ có người hoài nghi. Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, danh dự của hắn xuống thấp như thế. Hắn phát tin tức bán hàng lần nữa, có thể sử dụng tinh võng phục vụ chuyển hàng, phát hiện hàng giả trực tiếp trả lại. Lần này người nghi ngờ hắn ít đi rất nhiều, nhưng vẫn có vô số người nghi ngờ, cũng 100 cái không tin. Lăng Hàn lười nhác trả lời, hắn bán chính là hóa cơ đan, còn cầu người khác tới mua sao. Hắn bày ra tư thái lạnh nhạt, ngược lại làm cho không ít người tin tưởng, lại nói, do tinh võng đảm bảo, vạn nhất thực sự gặp được hàng giả cũng có thể cầm tiền về. Chương 4198, bán ta 10 viên. Lăng Hàn chỉ nhận 10 đơn hàng, sau đó thu danh sách hóa cơ đan trở về. Vật hiếm thì quý, bán nhiều sẽ không đáng giá, đan đạo đế vương nha, lấy ra đan dược đương nhiên phải bán đi với giá trên trời, sao có thể bán đổ bán tháo, làm vậy quá không có mặt mũi. Lăng Hàn bảo đại hắc cầu đi một chuyến, đi tới trụ sở thường ra gửi hàng đi, đương nhiên biêu phí cần người mua gánh chịu, nhưng bây giờ đã có tinh võng bảo đảm, nếu như chứng minh Lăng Hàn bán hàng giả, như vậy hắn không bán được hàng, sẽ còn tổn thất phí truyền tống cách xù. Chờ một lúc, hắn lại bắt đầu đánh bài vị chiến, ba trận đánh cũng mất 4 giờ. Chủ yếu là thời gian chờ đợi quá dài, khó trách có chút thiên tài không đánh bài vị chiến, đối với người kiên nhẫn không đủ thì thời gian chờ sẽ làm người ta phát điên. Một đêm qua đi, lăng hàn tu luyện vào sáng sớm như thường lệ sau khi bước vào tiên đồ kỳ thật có thể tu luyện bất cứ lúc nào nhưng chỉ có sáng sớm là có hiệu suất cao nhất thậm chí cao hơn lúc khác gấp trăm lần sau khi tu luyện kết thúc lăng hàn bắt đầu ăn điểm tâm tính toán tiếp tục luyện đan ầm 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 lúc này ngoài cửa có tiếng đập cửa vang lên tôi tớ đi mở cửa nhưng khi hắn trở lại cũng không phải là bẩm báo ai tới mà là trực tiếp dẫn người đi vào lăng hàn lập tức không vui hắn còn chưa quyết định gặp hay không gặp Tại sao có thể trực tiếp dẫn người tới? Hắn nhìn người đi vào, đây là nam tử khí thế rất mạnh, tướng mạo đường đường, càng có thái độ ngạo mạn. Ha ha, đều là hạt nhân mà thôi, cần vinh váo hung hăng như vậy hay không? Nhìn tôi tớ kia, trên mặt còn lộ ra có vẻ sợ hãi. Nam tử trẻ tuổi kia tu vi chút cơ cảnh, nếu hắn muốn xông vào thì tôi tớ cũng không thể ngăn cản. Người biết luyện đan, nam tử trẻ tuổi kia trực tiếp hỏi, ta là đàm chính kiệt, người có thể gọi ta là đàm ca về sau có chuyện gì đều có thể tìm ta, trong phủ này ta vẫn có chút mặt mũi. Ta nghe liễu tỷ nói, người còn luyện ra hóa cơ đan, cho ta mấy viên, người giao tài khoản tinh võng cho ta, trở về ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Nếu như người này khách khí một chút, Lăng Hàn sẽ còn suy tính một chút, nhưng vừa vào đã bày ra thái độ mình làm chủ, Lăng Hàn không vui. Ngươi là ai chứ, đàm chính kiệt cái gì chứ, ta biết ngươi sao. Lăng Hàn cười một tiếng, chuyện gì cũng có thể tìm ngươi sao. Đương nhiên, đàm chính kiệt ngạo nghễ gật đầu, lang hàn gật gật đầu. được, vậy phiền phước đàm ca giúp một chút, ta muốn rời khỏi nơi này. a, à, vẻ mặt đàm chính kiệt cứng đờ, người muốn rời khỏi nơi này, phi, ta cũng muốn nhưng mấu chốt là hiện thực sao? bọn họ đều là hạt nhân, cho dù có chút năng lực cũng chỉ giới hạn trong địa phương nhỏ như giáp nguyên phủ mà thôi. Người đang cố ý đùa nghịch ta sao? sắc mặt hắn tối tăm, lang hàn mỉm cười, không phải ngươi nói có thể giúp đỡ hay sao? nói nhảm. Vậy ngươi cũng không thể sử dụng công phu sư tử ngoạm như vậy. Đàm Chính Kiệt áp chế lửa giận, "Tốt, ta hiện tại bàn chuyện làm ăn với ngươi, một vạn đạo thạch một viên hóa cơ đan, ngươi cho ta 10 viên." "Một vạn?" lang Hàn kém chút bật cười, "Giá thị trường hóa cơ đan là 5 vạn một viên, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được." Giống như hắn giao dịch trên khu vực tinh võng treo giá 10 vạn một viên, kết quả thế nào? Căn bản không có người trả giá, trực tiếp mua lại. "Ngươi một vạn đạo thạch mua một viên?" thật sự là chuyện cười lớn, ta ra hai vạn đạo thạch một viên, người có bao nhiêu ta đều thu. Lăng Hàn trả lời, Lăng Hàn, đàm chính kiệt cao giọng nói, người đừng tưởng rằng biết luyện đan có gì đặc biệt hơn người, nơi này chính là giáp nguyên phủ, người chỉ là một tù nhân mà thôi. Nói giống như ngươi không phải vậy, Lăng Hàn lắc đầu, ngươi, đàm chính kiệt chỉ vào Lăng Hàn, nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi phải biết đắc tội ta, ở nơi này sẽ nửa bước khó đi. A, à, người có năng lực lớn như vậy lang hàn cười nói đàm chính kiệt ngạo nghễ nói liễu tỷ ở tiên phong tinh có giao hảo nhiều thế hệ với động nguyên tinh ta hơn nữa còn có quan hệ thông gia cho nên nếu ta nói vài câu với liễu tỷ đảm bảo ngươi không có quả ngon để ăn lang hàn thở dài ngươi nói ngươi tốt xấu gì cũng là nam nhân tại sao lại không có tiền đồ như vậy còn muốn nữ nhân ra mặt giúp ngươi đàm chính kiệt đỏ mặt hắn cực kỳ tức giận lời này quá tổn thương người Hừ ngươi cho rằng ta không thể thu thập được ngươi. Hắn lạnh lùng nói, Lăng Hàn cười lớn, lắc lắc đầu nói, không phải ta xem thường ngươi, người giống như ngươi, ta dùng một tay có thể đánh 10 người. Phách lối, ngươi quá phách lối, đàm chính kiệt lạnh lùng nói, ngươi đi ra, chúng ta đi xa trường luyện một chút. Xa trường là nơi chuyên dùng luận bàn trong giáp nguyên phủ, bởi vì chúc cơ có lực phá hoại quá lớn, nếu thật buông tay buông chân luận bàn, có thể đánh vỡ hai ba cái giáp nguyên phủ đấy. Không cần phiền toái như vậy, ở đây đi, Lăng Hàn cười nói, quả nhiên hắn không đặt đàm chính kiệt vào trong mắt. Làm càn, đàm chính kiệt giận dữ, tiểu tử này thật sự phách lối, lại dám chủ động xuất thủ với mình, hơn nữa người cho rằng ta là ai, hai ba chiêu là có thể đánh xong, cho nên cũng miễn đi xa trường. Nhưng hắn vừa mới ra tay liền biến sắc, Lăng Hàn công kích mang theo thiên địa chân áp, hắn lại có cảm giác không địch nổi. Thật là đáng sợ, tất cả mọi người là chúc cơ đấy, tại sao lại có tranh lệch lớn như vậy? Hắn muốn liều mạng, Lực bộc phát ít nhất có thể chấn vỡ tiểu viện này, như thế sẽ làm người khác chú ý và cứu hắn. Nhưng khi lực lượng hắn bộc phát mãnh liệt, hắn lại kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình bị giới hạn trong phạm vi nhỏ. Làm sao có thể, mặc dù hắn chỉ là trúc thiên cơ, nhưng cho dù là trúc cực cơ, cơ cũng không thể áp chế hắn cường đại như vậy. Chẳng lẽ đối phương là chú đỉnh cảnh? Không không không, tuyệt không có khả năng. Hắn vội vàng lắc đầu, Lăng Hàn phát ra khí tức nhất định chỉ là trúc cơ, không thể nào là cường giả chú đỉnh nhưng đồng thời là chúc cơ vì sao lại có tranh lệch to lớn như thế như vậy bài danh tinh võng của hắn cao bao nhiêu trước một vạn thậm chí trước một ngàn sao hắn vừa xuất hiện ý niệm như thế hắn lập tức phủ định ngay cũng bị lăng hàn bắt lại lăng hàn mang theo hắn và đi ra cửa lớn sau đó vung tay ném một cái bốp đàm chính kiệt bị ném trên mặt đất hắn cũng không nhìn nhiều đóng cửa đi trở về về sau không có lệnh của ta không được phép cho bất cứ người nào đi vào Hắn nói với ba tôi tớ, đây là lần thứ nhất, hắn tạm thời không so đo. "Vâng, Hàn thiếu, ba tên tôi tớ đều lạnh dung, đây chính là Đàm Chính Kiệt nhưng lại bị ném ra ngoài cửa như con chó, vị chủ nhân này quá trâu bò." Nhưng mà Hàn thiếu, Đàm Chính, một tên tôi tớ còn muốn nhắc nhở lăng hàn bối cảnh của Đàm Chính Kiệt, cũng đã bị lăng hàn lạnh lùng nhìn sang lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám lại nói một chữ. Chương 4199, giải thi đấu đoạt màu. Ngoài cửa Đàm chính kiệt bò dậy, mặt mũi mang theo phẫn nộ và xấu hổ. Hắn bị người ta ném ra khỏi cửa, vô cùng nhục nhã, mặc dù bên ngoài cũng không có người nhìn thấy cảnh này, nhưng Lăng Hàn thấy được, ba tên tôi tớ thấy được, hắn sẽ vĩnh viễn ghi nhớ việc này. Hắn nhất định phải báo thù, hắn báo thù bằng cách nào? Đúng rồi, 9 ngày sau sẽ tiến hành giải thi đấu đoạt màu, đến lúc đó ta mời mấy người liên thủ đối phó hắn. Đôi mắt đàm chính kiệt xoay tròn, hắn nghĩ ra một ý kiến, hắn cười lạnh hắc hắc, nói thực lực ngươi mạnh thì như thế nào một đấu một ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng có mười người vây đánh ta cũng không tin ngươi không nằm xuống lăng hàn cũng không lo lắng đàm chính kiệt trả thù đây là hạt nhân phủ ai có can đảm làm loạn hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không có xem đàm chính kiệt là chuyện gì quan trọng trong mắt hắn đàm chính kiệt tính là cái gì hai ngày sau đó liễu hân vũ lại chạy tới nói bảo lăng hàn tham gia một hoạt động bảy ngày sau sẽ cử hành tranh tài đoạt màu nàng nói cái gì là tranh tài đoạt màu? Lăng Hàn hỏi, a à, đây là thi đấu trong giáp nguyên phủ chúng ta, ý nghĩa chính là xúc tiến hữu nghị giữa mọi người. Liễu Huân Vũ vừa cười vừa nói, đó là lúc mọi người cùng tranh đoạt thải cầu, ai có thể cướp được thì người đó thắng. Thắng cho bao nhiêu tiền thưởng? Lăng Hàn lại hỏi, Liễu Huân Vũ tối mặt, trong mắt người chỉ có tiền sao? Ta đã nói rất rõ ràng, ý nghĩa chính là xúc tiến hữu nghị giữa mọi người, tại sao ngươi lại nghĩ tới tiền? không có tiền thưởng nàng lắc đầu sau đó lại nói nhưng mà bên thắng được ban thưởng vượt qua cả bảo vật mỗi lần cử hành đều cạnh tranh kịch liệt a à, là cái gì lăng hàn sinh ra hứng thú liễu huân vũ cười nói người đoạt được thải cầu cuối cùng sẽ có thể rời khỏi giáp nguyên phủ thu hoạch được một ngày tự do một ngày tự do phần thưởng này rẻ tới đáng thương lúc nào một ngày ra ngoài biến thành bảo vật nhưng đối với những hạt nhân như lăng hàn một ngày tự do vô cùng đáng quý khó trách mỗi lần đều tranh cướp vỡ đầu. Lang Hàn nhìn Liễu Huân Vũ, bên trong giáp nguyên phủ có ba chú đỉnh cảnh, vậy ai tranh nổi ba người này? Mặc dù Lang Hàn có lòng tin với mình nhưng cũng không cho rằng có thể thắng qua chú đỉnh. Đây cũng không phải là lang nhân đại tế tự, hắn vì sống sót có thể xuất hết thủ đoạn. Hơn nữa lúc ấy còn có rất nhiều người hỗ trợ, hấp dẫn lực chú ý của lang tộc đại tế tự, từ đó mới có thể giúp thiên văn ngọc kiến công. Trong tình huống bình thường, chúc cơ yêu nghiệt hơn nữa cũng khó thắng nổi chú đỉnh có lẽ lăng hàn đạt tới chúc cực cơ sẽ có tư cách khiêu chiến liễu huân vũ cười cười lắc đầu nói yên tâm ba chú đỉnh chúng ta không tham gia như vậy cũng tốt trong chúc cơ cảnh lăng hàn là vô địch nhưng mà lăng hàn đang tự hỏi những ý nghĩa ẩn giấu sau đó tự do đối với những hạt nhân như bọn họ là xa xỉ phẩm nhưng cũng chỉ có một ngày mà thôi nhưng ba chú đỉnh cảnh lại từ bỏ cơ hội như vậy vì cái gì nói rõ bọn họ còn có con đường khác rời khỏi giáp nguyên phủ nếu bọn họ đứng ra tổ chức lễ hội này, bọn họ dựa vào cái gì có thể giúp bên thắng thu hoạch quyền lực rời khỏi tông nhân phủ. Thú vị, Lăng Hàn gật đầu, nói, tốt, đến lúc đó ta sẽ tham gia. Liễu Huân Vũ nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đột nhiên dừng lại. Người có mâu thuẫn với đảm chính kiệt đúng không? Không có, Lăng Hàn ra vẻ kinh ngạc, con người của ta vô cùng chú trọng quan hệ đồng đội, làm sao có thể gây ra mâu thuẫn. Vậy là tốt rồi, Liễu Huân Vũ gật đầu, nàng quay người rời đi. Lăng Hàn nhìn nàng rời đi, sau đó sờ cằm, Liễu Huân Vũ lại đột nhiên hỏi hắn mâu thuẫn với Đàm Chính Kiệt, hiển nhiên đã biết hắn có ân oán với Đàm Chính Kiệt, dù sao Đàm Chính Kiệt mở miệng nói một tiếng Liễu tỷ. Nhưng Liễu Huân Vũ cũng không có bóc trần sự thật, là vì cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ quan hệ tới đan thuật của hắn. Một đan sư có thể luyện chế hóa cơ đan, ngày sau tiền đồ vô lượng. Lăng Hàn chỉ cần một cơ hội, hắn cầm hóa cơ đan ra ngoài đi dạo một vòng, nhất định có thể kết giao nhân mạch từ đó hắn có thể rời khỏi giáp nguyên phủ. Một phương diện khác, đám người nữ hoàng, lâm lạc cũng đã đi tới Nguyệt Hoa Tinh, bọn họ thông qua tinh võng lấy được liên hệ với Lăng Hàn, bọn họ nói nơi dừng chân cho Lăng Hàn biết. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp bái vào trong tông môn nào đó, cũng giúp mình có được thân phận hợp pháp, từ trên lý luận, mỗi người bọn họ là dân nhập cư trái phép, cần phải tẩy trắng. Hơn nữa bọn họ cũng không thể luôn luôn dựa vào Lăng Hàn thu hoạch tài nguyên tu luyện phải biết bọn họ vốn là bá chủ chân chính ở nguyên thế giới, có ai không phải người tâm cao khí ngạo. Lăng Hàn kiên nhẫn chờ đợi, mỗi ngày hắn đều luyện đan, một ngày chỉ ít luyện 4 lô, hắn để dành rất nhiều hóa cơ đan, hắn thông qua tinh võng bán hóa cơ đan và được 10 tên khách nhân kia tán thành, thế là Lăng Hàn chứ có ngoại hiệu mê tiền trên tinh võng ra, hắn còn có xương hào thiên tài đan đạo, mà danh xương này rất có ý nghĩa. Thời gian 7 ngày qua đi, giải thi đấu đoạt màu sắp bắt đầu, bên trong giáp nguyên phủ có 20 tên trúc cơ, toàn bộ đều tham gia so tài lần này đương nhiên cũng được thiết lập trong sa trường, một quả thải cầu bị đặt vào giữa sân. Giải thi đấu đoạt màu này có quy tắc, thứ nhất, không cho phép ngự khí bay lên, không cho phép nhảy lên vượt qua 10 trường, thứ hai, cướp được thải cầu cũng không đại biểu chiến thắng, cần phải mang ra khỏi sa trường, nhưng người khác có thể cướp, còn có thể đánh nổ thải cầu, một khi thải cầu bị đánh nổ sẽ dỡ bỏ tranh tài, đổi một quả mới sau đó bắt đầu lại. Trên nguyên tắc không cho phép cố ý đả thương người, nhưng nếu là tranh đoạt, vậy khẳng định sẽ có va chạm kịch liệt, chuyện bị thương là không tránh khỏi. Lăng Hàn nhìn lướt qua, nhìn thấy đàm chính kiệt dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào mình, có sát khí tỏa ra. a à, xem ra người này còn chưa tiếp thu giáo huấn, còn muốn gây sự. Tùy tiện, cùng lắm đánh hắn một trận là được. Liễu Huân Vũ và Hàn Băng, Triệu Tiếu cũng tới, ba người còn đảm nhiệm chức trọng tài, phân xa trường thành ba cái sừng. Bắt đầu đi, Liễu Huân Vũ phất phất tay, lúc này mọi người phóng vào trong xa trường, chỗ đó có một viên thải cầu. Lăng Hàn tốc độ nhanh nhất, hắn không có dư thời gian, xoát xoát xoát, bước chân như bay, hắn đi tới bên cạnh thải cầu đầu tiên, sau đó cúi người một cái và cầm thải cầu lên. A, à, hắn kinh ngạc phát hiện, thải cầu giống như mọc rễ dưới đất, nếu như hắn dùng lực nâng lên, vậy thải cầu sẽ nổ tung. Đây là thải cầu bình thường, nó làm sao chịu được lực lượng trúc cơ?